Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 91, tình thế trong cung. Hoàng Thái Hậu trong lòng cười nhạo, phụ tử hai người họ thật sự cho rằng bà ta mù quáng hay sao. Mấy năm gần đây, Thái Phó kết bè kết cánh, tham ô đất đai hoàng gia, loại bỏ những người bất đồng chính kiến, đàn áp các triều thần chính trực, qua lại với những người trong giang hồ, ngầm củng cố lực lượng, nghĩ rằng thực sự có thể bịt mắt bà ta hay sao. Nếu những người bên ngoài không phải do ông ta gọi đến thì còn ai dám đến trước điện của bà ta mà bức bách? Đặc biệt là hiện tại hai cha con bọn họ kẻ sướng người họa, xem ra hôm nay nếu không đưa ra quyết định thì sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Hoàng thái hậu che bụng, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Tôn công công vội vàng tiến lên đỡ bà ta, "Thái hậu, người bị sao vậy? Mau truyền ngự y." Hoàng hậu nhìn thấy vậy, bước tới hỏi, "Mẫu hậu, có phải hôm nay ăn nhiều quá rồi không?" hay là sai người đi pha cho người một ly nước lúa mạch sơn cha. Hoàng Thái Hậu nhíu mày, khóe miệng hít khí lạnh, hiển nhiên càng ngày càng đau. Tôn Công Công nói, làm gì mà ăn nhiều. Trời ơi, lão tổ tông của tôi ơi, đã bảo đừng quá buồn giàu, vương gia đã đi rồi, người phải bảo trọng cơ thể của mình, làm sao mà lại không ăn cơm chứ. Những lời này của Tôn Công Công trái lại châm biếm với những lời của Hoàng Hậu, nhiếp chính vương đã chết, Hoàng Thái Hậu đến cơm cũng không ăn được, làm thế nào mà ăn nhiều chứ? Khuôn mặt hoàng hậu khẽ biến, cung kính nói, "Mẫu hậu, thần thiếp đỡ ngài về cung nghỉ ngơi." Hoàng thái hậu nắm lấy tay Tôn Công công và nói, "Đỡ ai ra vào trong, ngoài ngự y ra, ai ra không muốn gặp bất cứ ai nữa." Tôn Công công nhận lệnh dìu bà ta vào trong điện, hoàng hậu và thái phó khẽ liếc mắt nhìn nhau. Thái phó đứng dậy nói với hoàng hậu, hoàng hậu cất bước nói chuyện một lát. Hoàng hậu cùng ông ta đi ra ngoài điện dưới bóng cây hòe trước hành lang. Audio điện tử võ tấn bền. Phụ thân, giờ làm sao đây? Hoàng Thái Hậu là không muốn ra sắc lệnh, trịnh nhi làm sao có thể giám quốc? Làm sao sử dụng quyền hành được? Không có ý chỉ của Hoàng Thái Hậu thì không thể danh chính ngôn thuận được. Hoàng Hậu lo lắng nói. Lương Thái Phó nghiêm mặt nói, bà ta trốn được hôm nay nhưng không thể trốn được ngày mai, đạo ý chỉ này phải được truyền xuống, Trừ phi bà ta thật sự muốn buông rèm chấp chính, so với Long thái hậu trước kia, bà ta không có khả năng vượt qua được, cho nên bà ta không có cách nào khác, nhiều lắm cũng chỉ rằng có một hoặc hai ngày thôi. Hoàng hậu khó hiểu, không hiểu sao bà ta lại không ủng hộ thái tử lên cầm quyền. Không lẽ trong lòng bà ta còn có người khác sao? Lương thái phó lắc đầu, rất khó nói, bà ta từ trước đến nay đều không hài lòng với thái tử, hơn nữa nếu thần đoán không sai, Bà ta vẫn đang gieo hy vọng với việc hoàng thượng sẽ tỉnh dậy, hơn nữa bà ta cũng quá mức tin tưởng vào Nhiếp Chính Vương, cho rằng Nhiếp Chính Vương không có dã tâm đoạt quyền. Chỉ có thể nói Mộ Dung Khanh quá xảo quyệt, giỏi ngụy trang mới có được lòng tin của bà ta, mấy ngày trở lại đây, hoàng thái hậu cố ý hay vô ý tấn công Đông Cung, kỳ thực là nhằm củng cố địa vị của Nhiếp Chính Vương, để Nhiếp Chính Vương bảo vệ vị trí hoàng thượng, chờ hoàng thượng tỉnh dậy. Nhưng Mộ Dung Khanh đã chết, hoàng hậu thấp giọng nói, "Phụ thân" người có chắc chắn mộ dung khanh đã chết rồi không? Lương Thái Phó do dự một lúc, vẻ mặt hơi nghi ngờ, ông ta nói, thần ngày đó nhận được thư lập tức mai phục, mộ dung khanh và người của bên chúng ta chiến đấu một trận, tuy rằng đánh nhau kịch liệt nhưng cuối cùng cũng trốn thoát, thật kỳ lạ, đến cuối lại xuất hiện một nhóm người, mỗi một người đều là cao thủ võ lâm, người của thần tận mắt nhìn thấy cơ thể của mộ dung khanh bị trúng mấy đau, dựa vào thương thế, hẳn cũng khó sống. Hoàng hậu kinh ngạc, cao thủ võ lâm, là ai phái bọn họ tới? Còn có ai muốn mộ Dung Khanh chết nữa? Hoàng hậu hỏi điều này vì biết văn võ bá quan hay hoàng cung quý tộc, đa phần đều kiêng kỵ uy thế bá đạo của hắn ta, không dám dễ dàng mà ra tay. Hơn nữa, đêm hôm đó, Thái phó nhận được tin nội ứng mới có thể bố trí mai phục, nhưng nhóm người thứ ba này nhận được tin tức từ đâu? Hay cho một câu tham lợi trước mắt mà quên họa sau lưng. Lương Thái phó lắc đầu, thần cũng khó hiểu người hạ thủ đối với mộ dung khanh trong kinh thật sự là tìm không ra. Hoàng hậu hơi lo lắng, nhưng tình huống hiện tại cũng không thể nghĩ nhiều được, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã chết rồi, tiếp theo chúng ta phải làm cho thái tử nắm được quyền lực, giống như người nói, hôm nay không đồng ý, vậy ngày mai cũng phải đồng ý thôi. Sắc mặt lương thái phó cực kỳ ảm đạm, hai ngày này, thần sẽ dẫn bách quan đến trước cung, ép bà ta, không cho bà ta không được phép từ chối. Hoàng hậu khẽ cúi người, tương lai thái tử sẽ giao cho phụ thân, một khi thái tử lên ngôi, nhà họ Lương chúng ta cũng sẽ được hưởng phú quý. Đôi mắt nhỏ hẹp dài của Lương thái phó hiện lên tia lạnh, khóe môi cong lên ý cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng, đúng vậy, nhà họ Lương của chúng ta phải được hưởng phú quý và quyền lực vĩnh viễn. Hoàng hậu nghe vậy lòng run lên không thể giải thích được, khoảnh khắc đó nàng ta nghĩ rằng phụ thân có kế hoạch khác. Tuy nhiên, nàng ta ngay lập tức cảm thấy mình lo lắng thái quá nhiều năm qua phổ thân nàng ta đã nâng đỡ nàng ta củng cố địa vị cũng là người ở sau lưng nàng ta bày mưu tính kế làm cho hoàng đế sắc phong trịnh nhi làm thái tử nếu không lấy tư chất của trịnh nhị sợ là sẽ không thể đăng quang thái tử thái tử và đoàn người vẫn đang quỳ gối bên ngoài bên trong thái hậu rất lo lắng sau khi thái y rời đi hoàng thái hậu ngồi dậy ảm đạm nói người nói xem làm thế nào mới tốt tình huống hiện tại ai ra thật sự không khống chế được hay là đi hàn sơn một chuyến tôn công công an ủi thái hậu đừng lo lắng nhiếp chính vương tuy chết nhưng chưa có ai nhìn thấy thi thể thi thể lại mất tích nghe nói hạ thương mai trộm lấy thi thể người nói xem đây không phải là có nội tình gì sao hoàng thái hậu nhìn ông ta người đang nói a à, khanh giả chết sao tôn công công nói nô tài không biết chỉ là nô tài cảm thấy nhiếp chính vương có mệnh lớn không thể nào mà chết dễ dàng như vậy được có lẽ là cố ý ép một số người lộ ra đuôi cáo. Nô Tài cảm thấy mấy ngày tới sẽ có trò hay để xem. Trò hay, Hoàng Thái Hậu đưa tay đỡ chán, ai ra cảm thấy thật phiền lòng, không muốn gặp ai nữa. Tôn công công đỡ bà ta dậy, vâng, vậy đừng nghĩ gì nữa, hãy dưỡng sức khỏe thật tốt. Hoàng Thái Hậu tiến lên hai bước, người nói xem, có trò hay gì. Tôn công công nói, giả sử nhiếp chính vương thật sự xảy ra chuyện, vậy thì việc thái tử giám quốc gần như là không thể chối cãi nữa nhưng bên quý thái phi thật sự dễ dàng giao quyền ra sao không phải còn có một nam hoài vương sao hơn nữa bên phía hậu cung còn có một vài hoàng tử lúc này dễ dàng ngồi im sao đằng sau mỗi một vị hoàng tử đều có một đại thần chống lưng thế lực bên ngoài cũng rất lớn mạnh thái hậu hoàng thái hậu run sợ tôn công công vẫn luôn là một người thấu đáo phân tích của ông ta nhất định có lý tiếp tục nói Tôn Công Công tiếp tục nói, Lương Thái Phó có thật lòng vì Thái tử hay không còn chưa biết được, nhưng, Thừa tướng nhất định sẽ nâng đỡ Thái tử, trên phố sớm đã có tin đồn, Thái tử thích hạ oanh nhiễm, Thừa tướng mong sao hạ oanh nhiễm có thể trở thành Thái tử Phi, một khi Thái tử giám quốc, thì cũng tương đương có được Hoàng Quyên, ngày sau đăng cơ, hạ oanh nhiễm chính là Hoàng hậu, thế lực bên Thừa tướng sau này cũng sẽ trở thành dưới một người trên vạn người. Ai ra sẽ không bao giờ để Thái tử cưới với hạ oanh nhiễm. Hoàng thái hậu lạnh lùng nói: "Tôn công công nói, nếu thái tử không cưới với Hạ Oanh Nhiễm thì Hạ thừa tướng sẽ giúp ai?" Chương 92: Chỉ thị của núi Hàn. Ánh mắt hoàng thái hậu lóe lên, "Tam hoàng tử à." Tôn công công nói: "Không sai, tam hoàng tử của Mai phi nương nương, bọn họ vốn có quan hệ thân thích." Hoàng thái hậu suy nghĩ một lát rồi vội vàng nói: "Nhanh đi lấy văn phòng tứ bảo." Thái hậu là muốn chuẩn bị bồ câu đưa tin ai ra muốn gửi thư tới hàn sơn trong lòng hoàng thái hậu dối bời hoang mang lo sợ giờ không phải là lúc bà ấy làm chủ được nữa lúc người kia đi có để lại bồ câu đưa tin nói nếu sau này trong chiều gặp phải chuyện lớn có thể dùng bồ câu gửi thư tới tôn công công đáp vâng sau khi bồ câu đưa tin bay đi không lâu tình hình mà tôn công công nói cũng đã tới rồi quý thái phi đang ở ngoài điện cầu kiến hoàng thái hậu thở dài nhớ tới ngày ấy hai tỷ muội xích mích hôm nay bà ta tới lại không thể không gặp suy cho cùng bọn họ từng là tỉ muội đó lại là con ruột của bà ta làm tỉ tỉ dù thế nào bà ấy cũng phải an ủi một chút tôn công công khẽ nói một câu nếu nô tài đoán không sai sợ là nàng ta tới để xin chỉ cho nam hoài vương về kinh hoàng thái hậu lắc đầu không thể nào bây giờ lão bát không thể về kinh bằng không cục diện sẽ càng loạn hơn hoàng thái hậu dừng lại một lát mới nói tiếp sợ rằng ngươi quá đa nghi rồi chắc hẳn trong lòng nàng ta cũng hiểu rõ thái bình thịnh thế bây giờ là do a khang khổ cực lắm mới duy trì được nàng ta biết bê dã tâm của lão bát không thể để lão bát trở về phá hỏng tâm huyết của a khang được tôn công công đang muốn nói gì lại thấy cung nữ đã dẫn quý thái phi vào điện hôm nay quý thái phi mặc váy màu đen thêu lớn đám tường vân và tiên hạc ống tay áo có hoa cúc nhỏ vẻ mặt đau thương mắt sưng đỏ cũng không trang điểm thoáng cái dường như đã giả đi rất nhiều tuổi sau khi bà ta tiến vào, còn chưa lên tiếng lại rơi nước mắt. Hoàng Thái Hậu thương em gái, vội vàng bước tới và nhẹ nhàng kéo tay bà ta, bản thân cũng không nén được nước mắt, nghẹn ngào nói, được rồi, đừng khóc, có tỷ tỷ ở đây. Quý Thái Phi ngước mắt lên, tỷ tỷ không giận vì những lời nói mạo phạm của muội ngày ấy chứ. Ngốc, ai ra làm sao có thể tính toán với muội được. Chúng ta là tỷ muội ruột, dù thế nào đi nữa, ai ra cũng sẽ không giận muội. Hoàng thái hậu thấy bà ta dường như có ý định nhận sai, lại trấn an. Quý thái phi quỳ xuống, khóc không thành tiếng, số muội thật khổ, sinh ra hai đứa con trai, một đứa mất sớm, một đứa lại cách xa muội cả ngàn dặm. Sau này dưới gối muội không có ai, rất cô độc. Hoàng thái hậu thấy bà ta khóc tới thương tâm, cũng không nhịn được mà khóc theo. Quý thái phi bỗng nhiên dập đầu, khóc lớn, muội cầu xin tỉ một việc, để cho lão bát quay về chịu tang cho huynh trưởng của hắn đi năm trước lão bát cũng từng gửi thư tới nói nhớ mẫu phi là ta hắn ở xa ngàn dặm không có người thân trong lòng không dễ chịu gì nên muốn về gặp ta cũng muốn thỉnh an tỷ 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 lại cho phép hắn thể hiện lòng hiếu thảo này đi trái tim hoàng thái hậu chợt lạnh giá nước mắt cũng ngừng chảy nhìn bà ta như nhìn người xa lạ vậy vừa rồi lúc tôn công công nói bà còn chưa tin bây giờ chính tai nghe được lời cầu xin của bà ta bà không thể không tin Muội, bây giờ trong kinh thành đang rối loạn, không phải là thời điểm thích hợp. Vẫn nên chờ một thời gian nữa đi." Hoàng thái hậu giơ tay ra kéo bà ta, nhưng bà ta sống chết không chịu đứng dậy, chỉ một mực dập đầu. Quý thái phi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ bi ai trước đó đã biến mất, trong mắt đầy tức giận, huynh trưởng của hắn không còn, hắn vội về chịu tang là chuyện đương nhiên. Hắn không phạm sai lầm, sao phải đuổi hắn đến vùng đất Nam Man, không cho hắn trở về chứ? hắn cũng gọi tỉ một tiếng mẫu hậu đấy. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, đợi đến lúc thích hợp, ai ra tất nhiên sẽ hạ chỉ cho hắn về. Quý Thái Phi nghe được câu nói này thì chậm rãi đứng lên, giơ tay lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào bà tỷ thật sự không đồng ý sao. Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta với vẻ rất thất vọng, muội hẳn phải biết lão bát trở về sẽ là cục diện thế nào. Con trai do muội sinh ra, nhưng ai ra cũng nhìn hắn lớn lên. Hắn là người thế nào, ai ra cũng hiểu rõ chẳng khác gì muội là tỷ ích kỷ sợ hắn về sẽ cưới mất giang sơn con trai ruột của tỷ đúng không quý thái phi cười lạnh ban đầu chỉ cười khẽ sau đó cười một cách điên cuồng tiếng cười thê lương lại dọa người mang theo oán hận không sao tả xiết muội điên rồi sao hoàng thái hậu thấy bà ta thất thố như vậy mắng luôn đúng vậy ta điên rồi nếu tỷ không cho lão bát trở về ta sống cô đơn một mình cũng chẳng có ý nghĩa gì còn không bằng chết bà ta nói hai chữ cuối cùng với vẻ rất hung ác lạnh lùng và dứt khoát sau đó nhấc váy lại lao đầu vào cột trong cung điện hoàng thái hậu hoảng sợ tới biến sắc nhanh kéo nàng ta lại tôn công công nhanh tay nhanh mắt xông tới nhưng chỉ có thể kéo áo của quý thái phi bà ta vẫn đụng chúng hoàng thái hậu nhìn chán bà ta dỉ máu và cơ thể chậm rãi trượt xuống hét lên thất thanh nhanh ngự y truyền ngự y đi trong viện ngoài kinh thành Tô Thanh mới từ trong thành trở về, mua một ít dược liệu và lương thực. Thị vệ gần đây giả làm người đốn củi cũng săn được một con thỏ rừng, thuận tiện mang nó về luôn. Tô Thanh vào cửa lại nói với Tiêu Thác, Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ, để cho Nam Hoài Vương về kinh. Tiêu Thác hơi chấn động, thật sao? Đã hạ chỉ rồi, ta nghe nói là Quý Thái Phi vào cung đâm đâu vào cột để ép, Hoàng Thái Hậu không thể không hạ chỉ. Khi Quý Thái Phi đụng cột, ngoài điện lại có rất nhiều quan viên văn võ đang quỳ, bảo là muốn mời hoàng thái hậu đứng ra chủ trì triều chính. Thật ra những quan viên này đều thuộc đám phe của thái tử, đang ép hoàng thái hậu để thái tử giám quốc. Tô Thanh nói xong lại để đồ xuống, hạ giọng nói, nói nhỏ chút, tránh để vương gia nghe được. Ngủ rồi, Hạ Thương Mai đang thay thuốc cho hắn. Sau khi Tiêu Thác đưa mộ Dung Khanh đi thì không gặp mặt An Thân Vương, tất nhiên không biết những lời Nghiêm Vinh đã nói. Tô Thanh càng không biết, chỉ là vương gia luôn không thích Nam Hoài Vương nếu biết hắn về kinh thì chắc chắn sẽ mất hứng. Thương Mai lau sạch ngủ trong vết thương, trong lòng khẽ thở dài. Hai kẻ thô kịch này muốn không cho người ta nghe được, tốt xấu gì cũng phải khống chế âm lượng một chút chứ. Nhiếp chính vương còn chưa ngủ, được không? Cạo vết thương rất đau, nếu như vậy mà hắn còn có thể ngủ được, vậy thật sự quá lợi hại rồi. Bởi vì trong lòng thương mai có suy đoán, cho nên cảm thấy mộ dung khanh nghe được lời Tô Thanh nói sẽ rất khó chịu. Người ta còn chưa chết, các quan đã ép hoàng thái hậu như vậy. Điều này thật đúng là người chưa đi, trà đã lạnh. Cô lén lén nhìn sắc mặt Mộ Dung Khanh, không biết Mộ Dung Khanh đã mở mắt ra từ lúc nào, ánh mắt tối tăm thật sự ẩn chứa sát khí. Thương Mai thầm giật mình, chợt cúi đầu, chỉ coi như không nhìn thấy gì. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, nàng là đại phu, cứ làm tốt bổn phận đại phu của nàng là được rồi. Vâng, Thương Mai đáp, trong lòng lại không khỏi bi ai thay cho hắn tuy nói sau khi lành vết thương, hắn có thể về xử lý tất cả. Nhưng bây giờ, ai nấy trong kinh đều biết hắn đã chết, cũng không ai bi thương thay cho hắn, chỉ muốn cướp đi quyền lực trong tay hắn. Vì chút thương tiếc này, cô cũng nhẹ tay hơn, hắn cảm giác được, nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên mỉm cười, nàng cuối cùng cũng thương tiếc bản vương à. Thương Mai lập tức đỏ mặt, không làm hắn đau chết thì xem như ta non tay. Trên đỉnh Hàn Sơn, có bồ câu trong cung đưa tin tới, ngươi xem thử đi. Một người phụ nữ áo trắng đưa thư cho người phụ nữ đang ngồi lắc qua lắc lại trên ghế xích đu. Trên mặt bà ta phủ một lớp mỏng màu trắng, lộ ra hai ánh mắt sắc bén. Bà ta nhận lấy và xem qua, sau đó ném thư đi, thản nhiên nói, gửi lại một lá thư về cho bà ta là được. Nói gì, người phụ nữ áo trắng cũng hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Người phụ nữ thản nhiên nói, bảo bà ta trăm phương nghìn kế ngăn cản hạ oanh nhiễm gả cho thái tử là được không phải có một người tên là hạ thương mai sao cố gắng lợi dụng đi hạ hòe quân chắc hẳn sẽ cân nhắc một chút tới tài năng của mình bà lột thứ trên mặt và đứng lên duỗi người một cái đổi lại là lão bà ta thì chém hết đỡ phải phiền não a à xà làm cho ta mấy bát nước ô mai gần đây trời nóng trong lòng buồn bực có lẽ ta tới thời kỳ mãn kinh rồi phi thời kỳ mãn kinh của ngươi đã sớm qua từ lâu rồi người phụ nữ áo trắng xoay người đi vào trong chương 93, cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Bên phía Hoàng Thái Hậu nhận được bồ câu truyền thư của Hàn Sơn, bà bình tĩnh nắm trong tay, trên mặt dân lộ vẻ tươi cười. Tôn công công hỏi, Thái Hậu, thế nào? Có thể có kế gì hay không? Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói, có, đã cho kế hay. Vẫn là bà ấy có mưu kế, ngăn cản hạ oanh nhiễm gả cho Thái Tử, bảo hạ thừa tướng nương nhờ Mai Phi. Như vậy, hạ thừa tướng sẽ không thể liên minh với Thái Phó nữa, hai người lại hình thành cục diện rằng co quá tốt rồi đúng như ngươi đã phân tích trước đó vậy không trách được bà ta để ngươi ở lại bên cạnh ai ra tôn công công mỉm cười bây giờ thái hậu mới là chủ tử của nô tài chỉ là hoàng thái hậu vẫn lo lắng ở đây chỉ nói cách giải quyết sau này còn bây giờ thì sao triều thần đang ép ai ra như vậy lão bát lại muốn về kinh nên hóa giải vấn đề khó khăn này thế nào bà cẩn thận xem lại thư trả lời xác định không nói tới một chữ. Tôn công công an ủi, nếu lão chủ tử không nói, vậy nhất định là không thuộc phạm vi cần lo lắng. Ngươi là nói, Hoàng Thái Hậu ngước mắt nghi ngờ hỏi. Hạ thương mai mới quan trọng, Tôn công công mỉm cười nói. Hoàng Thái Hậu nhìn hồi âm, trong thư có ba lần nhắc tới hạ thương mai, xem ra. Hạ thương mai này cũng lọt được vào mắt ngài ấy. Thế bây giờ ai ra nên làm gì đây? Hoàng Thái Hậu hỏi. Tôn Công công đỡ bà ngồi xuống, nói: "Ngài ấy không cần phải làm gì cả. Mỗi ngày cứ giả bệnh là được, ai tới cũng không gặp. Cho dù hoàng hậu nương nương tới, cũng chặn ở ngoài cửa. Bọn họ thích quỳ thì quỳ, quỳ mệt rồi, dĩ nhiên sẽ trở về thôi." Nhưng, không nhưng nhị gì cả, nếu có gì có thể nói, lão chủ tử nhất định sẽ nói rõ ở trong thư rồi. Ngài ấy chưa nói, vậy tất cả đều không cần để ý tới. Hoàng thái hậu gật đầu, lại xem thư một chút, trong miệng thâm nhắc lại ba từ, hạ thương mai. Ba ngẩng đầu, nhìn tôn công công, hạ thương mai này thật sự có năng lực như vậy sao? Nàng ta sẽ là người kìm chế được tướng phủ à? Lão chủ tử đã nói vậy thì nhất định phải có đạo lý của bà ấy. Tôn công công nói rất chắc chắn. Hoàng Thái Hậu ừ một tiếng, nói vậy, ai ra thật sự không cần phải quản quá nhiều. Hơn 30 quan viên vẫn quỳ ở bên ngoài điện, Trời rất nóng, làm cho người ta thấy choáng váng. Phó tướng còn đỡ một chút, trong những quan văn đã có người không chịu được, quan phục ướt đẫm mồ hôi, toàn thân oi bức nhấp nháp, có mấy người thậm chí còn lắc lư muốn ngã. Lương thái phó âm thầm kinh ngạc, hoàng thái hậu rốt cuộc lại thật sự giữ được bình tĩnh như vậy sao? Cùng lúc đó, động tĩnh bên phía tướng phủ thật sự khiến người ta hơi kinh ngạc. Lão phu nhân ra nghiêm lệnh, tất cả mọi người ra vào đều phải nghiêm khắc điều tra nếu là người ngoài phủ thì phải kiểm tra xong mới có thể vào phủ đương nhiên người hiểu được đường lối trong đó đã nhìn ra lão phu nhân làm vậy là đang đề phòng có nội gian lẩn trốn vào hạ hòe quân là thừa tướng trong triều có quyền thế ngập trời tuy trước đó ông ta bị nhiếp chính vương chèn ép tạm thời không còn phong quang nhưng bây giờ nhiếp chính vương đã chết vậy tướng ra muốn cướp lại quyền lớn cũng là chuyện trong tâm tay lúc này lại có không ít người đến nhà xin giúp đỡ hậu cung có nhiều nương nương có con như vậy, tất cả đều mong con trai của mình có thể nhận được sự ủng hộ, cho dù không thể làm giám quốc, nhưng nếu có thể tranh thủ được thừa tướng, lại cố chịu mấy năm, chờ thế lực mở rộng là có thể phân cao thấp với tên thái tử vô dụng này. Bây giờ tướng phủ đã nhận người chủ tử thái tử này, lão phu nhân tất nhiên không muốn để cho nương nương khác đến nhà, để tránh cho thái tử và thái phó biết được lại sinh ra hiểm khích. Ngày hôm đó, Mai Phi sai người ra khỏi cung tới đây, lão phu nhân tất nhiên từ chối không gặp, còn sai người truyền lời lại, nói Mai Phi đưa Hạ Lâm ra khỏi cung. Mai Phi thấy tình hình bây giờ thay đổi, vốn định nhờ thừa tướng giúp đỡ. Bà ta không ngờ được người của mình lại bị chặn ở ngoài cửa. Bà ta nổi giận một trận, mới kinh ngạc hỏi, lão phu nhân nói bản cung đưa Hạ Lâm ra khỏi cung à. Hồ đồ, sau lần trước Hạ Lâm tới đây lại chưa từng tới nữa, đưa thế nào chứ? Cung nhân chuyển lại nguyên văn lời nói về cho lão phu nhân. Lão phu nhân không tin, cho rằng Mai Phi muốn giữ hạ lâm ở trong cung để uy hiếp tướng phủ. Bà ta lạnh lùng nói với người tới chuyển lời, người về nói lại với Mai Phi nương nương, hạ lâm bằng lòng ở lại bao lâu thì ở. Mai Phi nương nương thích thì nuôi cả đời cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Cũng không phải trong lòng lão phu nhân ghét bỏ gì hạ lâm. Cậu ta tốt xấu gì cũng là một một đứa cháu trai bà ta nói vậy chỉ vì không muốn để cho mình và tướng phủ bị mai phi khống chế cũng tiện cho mai phi biết nàng giữ hạ lâm lại cũng vô dụng tướng phủ không dễ bị nàng ta kìm chế như vậy mai phi nghe báo lại thì càng phẫn nộ hơn bình thường lúc muốn cầu cạnh bản cung thì nương nương trước nương nương sau bây giờ thấy thái tử sắp được thế còn leo lên cắn ngược lại bản cung ai biết có phải nàng ta đưa lâm lâm tới giấu ở chỗ khác lại lập bẫy lừa bản cung như vậy dựa vào đó để người ngoài biết tướng phủ của nàng ta kết thù kết oán với bản cung cũng khiến thái tử cùng lương thái phó tin tưởng vào sự trung thành của ông ta hạ oanh nhiễm lại có thể gả cho thái tử trở thành thái tử phi phi nếu thái tử thật sự coi trọng dòng dõi cay nghiệt như vậy vậy hắn gặp xui xẻo rồi ta vẫn thật sự mong thương mai trở về kéo ra mặt của đám không biết xấu hổ kia xuống xem thử thịt trong da rốt cuộc là đỏ hay là đen mai phi cũng chỉ có thể mắng mấy câu tình hình trước mắt làm bà ta vô cùng tuyệt vọng. Còn hai, ba năm nữa thì tam hoàng tử mới có thể được phong vương, cộng thêm nhà mẹ đẻ của mình cũng có thế lực nhất định. Nếu thái tử được thế, sẽ lấy bà ta và tam hoàng tử ra khai đao đầu tiên. Bà ta cũng hết cách rồi, mới sai người đi tìm hạ thừa tướng, cho rằng ông ta ít nhiều cũng phải nể mặt thân thích, chiếu cố cho mình một chút. Nhưng không ngờ được cuối cùng bọn họ lại đóng kín cửa, ngay cả gặp cũng không gặp được, thật sự làm trái tim bà ta lạnh giá. Cung nhân đề nghị, Mai phi nương nương, không bằng ngài đi tìm đại trưởng công chúa. Ở trong triều vẫn không có ai dám đắc tội công chúa. Nếu công chúa bằng lòng đứng ra bảo vệ cho Tam hoàng tử, ta lại có thể được cứu. Mai phi suy nghĩ một chút, bà ta rất ít qua lại với Mộ Dung Tráng Tráng, ai biết công chúa có thể giúp đỡ mình không. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, bà ta lại sai người đi mời Mộ Dung Tráng Tráng vào cung. Bây giờ mộ dung tráng tráng chỉ lo đi tìm mộ dung khanh người trong cung của mai phi cũng không có cách nào tìm được nàng ấy trong lòng mai phi thầm tuyệt vọng bà ta thậm chí đã đắc tội cả nghi phi còn có thể dựa vào ai được nữa so với sự tuyệt vọng của mai phi bây giờ tướng phủ lại có thể vui vẻ đắc ý hạ thừa tướng hình như đã nhìn thấy được hoàng hậu tương lai chính là con gái của mình vì điểm ấy ông ta đối xử tốt với nguyệt nhung phu nhân hơn một chút hôm nay không ngờ ông ta lại hiểm có một lần đi tới Hạ Chí Uyển, thái độ với Liên Thị rất tốt. Hai vợ chồng đã suốt mấy chục năm nhìn nhau không nói gì hoặc gặp lại lạnh như băng. Đây là lần đầu, bọn họ có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện phiếm. Mấy ngày qua, ông ta cũng suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới chuyện cũ lại cảm thấy mình đi tìm an thân vương là hành vi rất lỗ máng. Khi Liên Thị gả qua, trong lòng bà chắc hẳn có mình. Cho nên, hôm nay ông ta tới nghe nói sức khỏe của nàng không tốt, ta mang cho nàng ít đồ bổ, nàng cố gắng bồi bổ sức khỏe một chút. Hạ thừa tướng ngắm nhìn liên thị, trong lòng không khỏi thâm thở dài. Năm tháng thật sự không để lại mấy vết tích trên mặt bà. Những thăng trầm trong suốt mấy chục năm qua dường như chỉ là dây lát đối với bà. Liên thị nói cảm ơn, thái độ của bà đúng mực, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc trong lòng. chương 94, Liên thị gặp mặt an thân vương hạ thừa tướng nhớ tới tính tình bà ban đầu trầm tính không thích nói chuyện như vậy chỉ khi nói tới tác phẩm của bà trong mắt mới có cảm xúc cho nên ông ta hỏi gần đây nàng có vẽ tranh không có tác phẩm gì để cho ta thưởng thức một chút được không liên thị thản nhiên cong môi ta đã rất lâu không vẽ tranh rồi cũng không có tác phẩm nào có thể để cho tướng ra thưởng thức cả vậy thì thật đáng tiếc hạ thừa tướng nhìn bà nói với vẻ không yên lòng liên thị không lên tiếng trong tay cầm một chén trà ngón tay như cộng hành chạm tới mép chén có chút run rẩy rất khẽ hạ thừa tướng cũng nhìn thấy chỉ nghĩ là bà thấy mình chờ tới thăm thì trong lòng không nén được vui mừng mới có thể hơi run rẩy như vậy ông ta không biết thật ra liên thị đã dùng hết sức lực để kìm chế thù hận của mình trước kẻ thù giết con gái hạ thừa tướng cảm thấy liên thị chắc chắn vẫn còn tình cảm với mình nhân tiện nói đúng rồi năm đó nàng và an thân vương cũng là quen biết cũ đã rất lâu chưa từng thăm hỏi, liệu còn nhớ người quen cũ này không? Liên thị ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn ông ta, "Hả?" Hạ thừa tướng khoát tay, cười nói, "Nàng đừng hiểu nhầm. Không phải ta nghi ngờ gì đâu. An Thân Vương cũng từng là bạn tốt của ta, chỉ là mấy ngày trước có chút tranh cãi âm, với hắn nên không vui, ta cũng không thể bỏ xuống mặt mũi mà đi theo xin lỗi hắn được." Ta nghĩ, nếu nàng bằng lòng, hay là đi một chuyến tới phủ An Thân Vương, thay ta xin lỗi hắn? liên thị gật đầu được hạ thừa tướng quả thực không thể tin được vào tai mình ông ta nhìn liên thị nàng không nghe rõ sao tướng ra bảo ta đi xin lỗi an thân vương vì sự lỗ mãng của ngươi mấy ngày trước liên thị nhắc lại giọng điệu rất bình tĩnh nàng bằng lòng đi à đúng vậy hạ thừa tướng chuẩn bị rất nhiều lý do để tới thuyết phục bà làm bà đồng ý đi bởi vì dựa theo hiểu biết về ông ta về bà bà là một người rất cố chấp cũng rất ít khi đi xin lỗi người khác. Ông ta động viên bà đi gặp An Thân Vương là vì ông ta muốn lôi kéo An Thân Vương. Bây giờ hoàng thái hậu đã tránh đi, bên phía thái phó sai người tới truyền lời, nói phải tranh thủ sự ủng hộ của những người khác trong hoàng đối với thái tử, cho nên ông ta lấy Liên thị ra làm mồi nhử, lôi kéo An Thân Vương. Trong hoàng thất, ngoại trừ An Thân Vương, còn có mấy vị vương gia đều rất tôn sùng Liên thị. Chỉ cần Liên thị có thể đi ra bước đầu tiên, như vậy chuyện kế tiếp lại đơn giản hơn rất nhiều nhưng ông ta chưa từng nghĩ tới liên thị sẽ nhận lời nhanh như vậy cảm giác này làm ông ta rất khó chịu tuy ông ta hy vọng liên thị nhận lời nhưng bà không nên nhận lời nhanh như vậy đáng lẽ bà phải tỏ ra rất miễn cưỡng rất không tình nguyện bởi vì an thân vương từng là người thích bà bây giờ vẫn còn đang thích hai người gặp mặt sẽ chọc cho người ta nói ra nói vào bà nên thận trọng nhắc tới điểm này với ông ta sau đó xin ông ta đừng nghi ngờ bà có tâm tư kín đáo lúc nàng đi gặp an thân vương bản tướng không thể đi cùng được nàng thật sự bằng lòng đi sao hạ thừa tướng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần nữa liên thị nhìn ông ta cảm thấy ông ta hỏi như vậy có hơi kỳ lạ lại nhìn ông ta và hỏi ngược lại tướng ra đã phân phó ta có thể không đi sao câu trả lời này làm cho hạ thừa tướng không tìm ra được nửa điểm sai lầm ông ta kinh ngạc nhìn liên thị Thấy sắc mặt bà bình tĩnh, trong mắt không có tia sáng nào, lại vẫn nói chuyện cực kỳ bình thường. Ông ta suy nghĩ một lát rồi hỏi dò, có phải bà không muốn đi không? Nếu bà không muốn, có thể từ chối. Liên thị thậm chí chẳng hề nghĩ ngợi, tiện thể nói luôn, được, vậy ta từ chối, ta không muốn ra khỏi cửa. Bà đã rất lâu không ra khỏi cửa, đã mất hứng thú đối với thế giới bên ngoài. Hạ thừa tướng lại thoáng ngẩn người, lập tức xua tay, mà thôi, hay bà cứ đi đi dù sao ta cũng không bỏ xuống mặt mũi để nói xin lỗi hắn được tính tình hắn lại vô cùng quật cường cao ngạo bà đi hắn ít nhiều còn nể mặt bà mà không tính toán với ta liên thị ngôi không đổi được vậy ta lại đi hạ thừa tướng kéo ghế lại gần một chút nhìn bà và khẽ nói nàng gặp hắn thì nói với hắn một chút nàng cứ nói với hắn là nàng rất thưởng thức thái tử liên thị lắc đầu ta đâu có thưởng thức thái tử hạ thừa tướng không nể mặt, nàng có thích hay không, không quan trọng, bản tướng chỉ cần bà nói vậy trước mặt hắn thôi. Liên thị hơi nâng cầm lên, nếu ngươi đã kiên trì, vậy ta sẽ nói. Hạ thừa tướng tươi cười rạng rỡ được, vậy nàng xem lúc nào tiện đi, bản tướng sẽ thu xếp người đưa nàng đi. Hay bảo hạ đoàn đi cùng nàng. Lại bây giờ đi, liên thị thản nhiên nói. Hạ thừa tướng chợt đứng dậy, điều này hợp với ý của ông ta bởi vì bây giờ đã vô cùng cấp bách, bọn họ phải tranh thủ thời gian, để tránh Nam Hoài Vương trở về lại sinh ra phong ba. Bản tướng sẽ sai người chuẩn bị ngựa xe, nàng cũng trang điểm thay quần áo đi, hạ thừa tướng nói xong xoay người đi ra ngoài. Liên thị nhìn theo bóng lưng của ông ta và cũng đứng lên. Dù ma ma đi tới, phu nhân tính đi thật sao? Đúng vậy, Liên thị trả lời rồi bước vào trong phòng, ngồi trước ở bàn trang điểm, nhìn gương mặt không hề có sức sống trong gương nô tỳ cho rằng phu nhân không nên đi su ma ma rất thất vọng về liên thị chẳng lẽ bà nghe không hiểu được ý của hạ thừa tướng sao chẳng lẽ bà cũng giống những người phụ nữ kia trong lòng còn vọng tưởng cho rằng hạ thừa tướng sẽ quay đầu lại hòa hợp với bà nếu vậy bà đã sai hoàn toàn còn có thể làm hỏng chuyện của đại tiểu thư liên thị cầm lấy lược soi gương và trải đầu sau đó bà nói ném tất cả đồ tướng ra vừa cầm tới su ma ma thoáng ngẩn người nhìn gương mặt bà đột nhiên trở nên rất mặt lạnh lùng. Bà ta lập tức hiểu được, bà đi gặp An Thân Vương không phải vì căn dặn của Hạ Thừa Tướng, mà bản thân bà muốn đi gặp An Thân Vương. Rất tốt, An Thân Vương đúng là một chỗ dựa vững chắc nhất. Bây giờ nhiếp chính vương chết rồi, đại tiểu thư cũng nên có một chỗ dựa vững chắc. Có thể nghĩ được, đây là liên thị đang chủ tính cho con gái mình. Dù ma mà, mà bước tới cầm lấy lược, để nô tỳ phục vụ cho phu nhân. Được, phu nhân muốn ăn mặc thế nào? Su ma ma hỏi. Thoạt nhìn không cần quá thất lễ là được. Liên thị nói. Su ma ma là người hầu hạ hoàng hậu nương nương, đôi tay khéo léo tất nhiên không cần nghi ngờ. Chỉ một lát đã trang điểm ra một gương mặt đoan trang, trên đoạn mã kết có cắm lệch một cây châm bách bảo như ý, kèm theo là một đỉnh tai phỉ thúy cùng màu, vòng tay san hô đỏ càng làm cổ tay thêm trắng hơn. Vẫn là chiếc váy màu xanh mà bà mặc trước kia khi Du Ma Ma mở tủ của bà mới phát hiện ra, hơn nửa số quần áo của bà là màu xanh và màu trắng. Bà ta nhớ lại, mỗi lần nhìn thấy An Thân Vương, ngoại trừ chiều phục trên người ra, hơn nữa cũng là trang phục màu xanh màu trắng. Có người trong sạch nhưng không có cách nào thành thân thuộc, ít nhiều khiến người ta bóp cổ tay. Hạ đoàn tự mình đánh xe ngựa đưa Liên Thị qua phủ An Thân Vương. Nhưng ở trên đường, Liên Thị nói, người đi phủ nhiếp chính Vương, bây giờ vương gia đại khái đang ở phủ nhiếp chính vương. Hạ đoàn lại cho rằng bà có tính toán khác, thản nhiên nói, phu nhân, tướng gia chỉ lệnh cho nô tài đưa ngài đến phủ an thân vương. Liên thị thả mảnh xuống, không lên tiếng nữa. Khi bọn họ đến phủ an thân vương, lại được báo cho biết an thân vương bây giờ đang ở phủ nhiếp chính vương. Hạ đoàn liếc nhìn liên thị, chỉ cảm thấy gương mặt bà bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn nhớ trước khi mình ra khỏi cửa, tướng ra có căn dặn, nhất định phải chú ý liên thị thật chặt. Khi bà nói chuyện với An Thân Vương cũng phải đứng ở đấy nghe. Hạ đoàn cho rằng tướng gia nhất định là biết liên thị sẽ dở thủ đoạn, cho nên hắn đối mặt với liên thị lại càng kiêu căng hơn, xem ra, phu nhân hiểu rõ hành tung của vương gia như lòng bàn tay. mươi 95, xen vào chuyện của người khác. Liên thị nhìn gương mặt kiêu căng này của hạ đoàn lại nhẹ nhàng quay đầu vén góc mảnh lên, giọng điệu lãnh đạm nói, hạ đoàn, trước khi ta gả cho tướng ra nhà ngươi thì đã từng có một thời gian nghiên cứu thuật bói quẻ chu dịch mọi vật trên thế gian đều có thể sinh ra quẻ tượng ngươi có biết ta thấy gì trên mặt ngươi không hạ đoàn cười lạnh phu nhân thấy gì liên thị thả mảnh xuống và nhìn hắn trên mi tâm của ngươi đây khí suy bại vận số đã hết nên sắp xếp hậu sự của ngươi đi hạ đoàn cười ha ha không ngờ phu nhân cũng làm được thân côn rồi hắn đánh xe ngựa đi về phía phủ nhiếp chính vương hai ngày nay, An Thân Vương đều chấn giữ ở phủ nhiếp chính vương, nghe có người báo là liên thị muốn gặp mình, ông ta đứng phát dậy, sau đó lại ngồi xuống, hít sâu một hơi, mời bà ta vào. Ông ta cố lộ vẻ bình tĩnh, nhìn bà đi dưới bóng cây bước tới, trên người mặc chiếc váy màu xanh dường như hòa cùng một màu với cây thạch lực. Trên mặt bà không lộ ra cảm xúc gì, thậm chí trong ánh mắt cũng không còn thần thái của nhiều năm trước nữa. Tim ông ta lại không khỏi nhói đau. Ông ta nhớ nhiều năm trước, ông ta từng một lần tới trong phủ của liên đại học sĩ. Trong cơn mưa, bà ngồi trong đình vẽ tranh, chính là vẽ cảnh bờ hồ, bà cắn đầu bút vẽ, có vẻ không hài lòng lắm, chân mày nhíu lại và nhìn chằm chằm vào trên mặt hồ phủ đầy xương. Ông ta không nhịn được bước tới, nói cảnh đẹp như vậy, chỉ để ý thưởng thức thì được, cứ cố đưa vào trong tranh, tuy trông có thể rất sống động lại luôn cảm thấy nhạt nhòa. Bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta và cong môi cười, cuộn bức tranh lại vẻ tươi cười này thật sự khiến trời đất phải thất sắc vì vậy bà nhìn phong cảnh trong mắt có thần thái kỳ lạ ông ta nhìn bà bà trở thành cảnh đẹp mắt nhất trong thế giới của ông ta bây giờ bà vẫn là cảnh đẹp mắt nhất của ông ta chỉ là trong mắt bà lại không còn phong cảnh nữa trong lúc đang mải suy nghĩ liên thị đã đến trước mặt ông ta phúc thần hành lễ tham kiến vương gia đã lâu không gặp nàng có khỏe không ông ta nghĩ giọng mình chắc hẳn đủ bình thản nếu không phải mắt vẫn không rời, lần gặp mặt này lại xem như là tốt đẹp. "Tốt." Liên thị trả lời. Hạ đoàn cũng đi tới, đứng ở bên cạnh, luôn nhìn An Thân Vương và Liên thị. "Mời ngồi." An Thân Vương nói. Liên thị đi tới và ngồi xuống, hai tay giao nhau và đặt ở trước người, có vẻ rất đoan trang, không khác với các phu nhân khác. "Hôm nay ta tới là muốn thay thừa tướng nói một tiếng xin lỗi với vương gia, ngày trước hắn lỗ mãng mạo phạm, mong vương gia tha tội." Liên thị Quy Củ nói: "An thân vương ù một tiếng, nàng truyền lời cho hắn, lời xin lỗi này là hoàn toàn không cần thiết." Ông ta không nói có tha thứ cho thừa tướng hay không, chỉ nói không cần xin lỗi. Liên thị Khế nói một tiếng, "Ừ." Bà không cảm ơn, dường như bà thật sự chỉ tới truyền lời. Bà ngẩng đầu, nhìn hạ nhân và thị vệ tuần tra đi nhanh bên ngoài phủ, hỏi "Thương Mai có ở đây không?" "Thương Mai ra ngoài rồi." an thân vương không dám nói rõ chân tướng sợ bà lo lắng liên thị quay đầu nhìn ông ta thương mai là con gái của liên thúy ngữ ta trên mặt an thân vương cuối cùng lại lộ ra nụ cười có vẻ trẻ con bản vương biết liên thị lại một tiếng có hạ nhân dân trà lên bà nhận lấy và cầm ở trong tay nói với vẻ không để ý lắm bây giờ trong nhiều hoàng tử như vậy ta tán thưởng nhất chính là thái tử an thân vương quay đầu cười nụ cười này làm hạ đoàn thấy khó hiểu sau đó, hắn nghe được An Thân Vương nói, đúng vậy, thái tử quả thật đáng để thưởng thức. Mọi người nghe được câu này cũng không cảm thấy có gì châm chọc, dường như thật lòng tán thưởng vậy. Liên thị lại đứng dậy, vương ra công việc bận rộn, ta không quấy dậy nữa, cáo từ. Hạ đoàn thoáng ngẩn người, phu nhân đi luôn sao? Phu nhân mới tới được một lúc, sao không ôn chuyện thêm với vương ra? Hạ đoàn cảm thấy ba câu nói chuyện hôm nay quá đáng ngờ dường như bà tới đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ nhưng ý của tướng ra là hy vọng bà ôn chuyện với an thân vương về việc nhà nói chút chuyện cũ rồi mới nói tới chuyện của thái tử bà lại chỉ nói một câu bà rất thưởng thức thái tử lại tính là xong chuyện à liên thị lại nhìn an thân vương vương gia còn có lời gì muốn nói với ta sao an thân vương lắc đầu nói xong rồi liên thị lại ừ một tiếng nhìn hạ đoàn nói vương gia không có lời gì muốn nói với ta đi thôi trong lòng Hạ Đoàn rất tức giận, nhưng ngại vì An Thân Vương ở đây nên không dám nổi giận, chỉ tùy tiện chắp tay lại đi ở phía trước. Liên thị quay đầu liếc nhìn An Thân Vương, ánh mắt này bao hàm quá nhiều điều. Nhưng An Thân Vương đọc được rất rõ ràng là bà muốn nhờ cậy, nhờ người chăm sóc cho con gái ta. An Thân Vương khẽ gật đầu, ánh mắt si mê tiến bà rời đi. Ở trước mặt Liên thị, ông ta chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình. Nhiều năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy ông ta không cảm thấy yêu một người là chuyện đặc biệt xấu hổ. Sau khi hạ đoàn trở về, lại nói cho hạ thừa tướng nghe hết những lời hai người nói chuyện với nhau. Sau khi hạ thừa tướng nghe xong cũng rất tức giận, với thông minh tài trí của liên thị, bà không nên nói như vậy. Bà có cả trăm cách để có thể lôi kéo an thân vương. Nguyên nhân gì khiến bà không tình nguyện chứ? Là bà cho rằng lần này mình tốt với bà là giả vờ sao? Hay đang thử thăm dò mình? hạ thừa tướng cố nén cơn giận lạnh lùng nói được lắm liên thúy ngữ ta lại chơi với nàng một lần tô thành rất nhanh lại nghe được chuyện an thân vương và liên thị gặp nhau trở về nói cho mộ dung khanh và thương mai biết mộ dung khanh nhìn thương mai thản nhiên nói rõ ràng năm đó mẫu thân nàng đã chọn sai người trong tay thương mai cầm thuốc đưa thìa tới bên môi hẳn uống thuốc xong lại nói mộ dung khanh nhíu mày hạ thương mai vì sao nàng luôn kê thuốc đắng như vậy không đăng ta đã nếm thử rồi thương mai lại đẩy cái thìa tới cạnh môi hắn ra uống nàng lại thử một ngụm nữa đi nếu nàng có thể không nhíu mày ta lại uống mộ dung khanh đẩy tay nàng ra thương mai cúi đầu uống một ngụm sau đó chậm rãi ngẩng đầu nuốt xuống ực một tiếng gương mặt bình tĩnh nói không đứng hơn nữa còn thêm cam thảo nên hơi ngọt mộ dung khanh cúi đầu mắng một câu chẳng lẽ đầu lưỡi của bản vương có vấn đề hắn cầm thuốc qua uống một hơi cạn sạch, đắng tới nhe răng nhếch miệng. Thương Mai nhanh chóng cầm bát đi ra ngoài, đến trong phòng bếp lại rót một bát nước, cố xúc miệng. Thuốc có thêm nhiều hoàng liên như vậy, sao có thể không đắng được? Đắng chết đi được, đang tới mức đầu lưới cũng sắp tê dại. Rồi, sau khi nàng ra ngoài, thấy ba người đàn ông đang thảo luận chuyện liên thị, lại còn thảo luận đến trên người mình. Tô Thanh nói, thật ra nhìn dáng vẻ và tính tình của hạ đại tiểu thư còn tốt hơn lão hồ ly hạ hòe quân nhiều. Ta thật sự nghi ngờ, liệu có phải nàng được nhặt về hay không? Tên miệng rộng tiêu thác này nghe được Tô Thanh nói tới vấn đề này, lại nhìn mộ dung khanh nói, đêm đó ngươi ngủ cùng hạ thương mai, vì sao ngươi phải ngủ với nàng? Chuyện này mà truyền đi, danh dự của ngươi cũng bị hủy rồi. Thương mai nghe tiêu thác như vậy lại không biết mình nên khóc hay cười đó là danh dự của nàng hay danh dự của hắn chứ sau đó nàng lại nghe được giọng nói lười biếng của mộ dung khanh tiêu thác trước đó từng nói tới tiểu thư nhà họ trần ngươi có từng gặp qua chưa sao ngươi lại thích xen vào việc của người khác như thế hả tiêu thác mất hứng nói mộ dung khanh thản nhiên nói hả cho nên thế nào bây giờ không phải ngươi đang xen vào việc của người khác sao tô thanh cười ha ha Thương Mai ngồi trên ghế băng nhỏ ngoài sân nghe ba người đàn ông ngồi bên trong nói chuyện hoàn toàn không liên quan tới việc tranh đoạt, cảm giác này đặc biệt thoải mái. Chỉ là trong không trung có một đám mây đen chậm rãi bay qua, dần dần che đi ánh nắng rạng rỡ. Thương Mai biết, sau khi mộ dung khanh lành vết thương, cũng nhìn thấy rõ bộ mặt mọi người trong kinh, một cuộc tranh đấu này cũng sắp xảy ra. chương 96, lại một thế lực. Từng người trong kinh đều đang vạch kế hoạch và có sự bố trí của mình nhưng trong sân này lại thái bình nhất từ trước tới nay mỗi ngày các thị vệ bố trí canh phòng gần đây đều sẽ đến báo cáo ba lân rõ ràng không có ai lục soát đến bên này nơi này là chỗ của tiêu thác không ai biết tiêu thác có nhà ở đây cộng thêm chỉ có nhóm người an thân vương cùng mộ dung tráng tráng trong kinh thật sự tìm kiếm mộ dung khanh ngay cả quý thái phi cũng chỉ phô trương thanh thế tìm một chút xem như xong chuyện bởi vì trong lòng bà ta hiểu rõ Bà ta đã tận mắt nhìn thấy mộ dung khanh chết đi, thị vệ của bà ta cũng trở về báo lại là hạ thương mai chết ở trong bãi tha ma. Bà ta tất nhiên cũng nghĩ đến là Tiêu Thác đưa thi thể của mộ dung khanh đi. Tiêu Thác làm vậy là muốn cổ ra vẻ huyền bí, hắn cho rằng chỉ cần bá quan văn võ còn một ngày không nhìn thấy thi thể của mộ dung khanh, mộ dung khanh lại không tính là đã mất. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này dù sao cũng quá non nớt, cho rằng mang thi thể của A Khang đi thì những người này lại không mưu tính nữa sao trong lòng lương thái phó hiểu rõ nếu ông ta tập trung người vào cung mời hoàng thái hậu chủ trì triều chính thì đã kết luận là a khang chết rồi quý thái phi ngồi ở trên ghế thái sư trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô mộ dung khanh là con trai của bà ta hắn đã chết người làm mẹ tất nhiên sẽ đau lòng nhưng có cách nào đâu bà ta không thể không làm như vậy được tư chúc cô cô hầu hạ bên cạnh quý thái phi khẽ nói thái phi Hôm nay tôn chắc phi đã tới hỏi về chuyện của vương gia. Xem ra nàng ta đã biết rồi. Quý thái phi lau nước mắt. An thân vương cho rằng có thể phong tỏa tin tức à? Miệng mọc trên thân người khác, ông ta làm sao có thể phong tỏa được? Quả thực là hoang đường. Nói với tôn chắc phi là a à, khang chết rồi, bảo nàng ta chuẩn bị thủ tiết đi. Bảo nàng ta về nhà mẹ đẻ khóc lóc một trận, cũng tiện để cho tôn đại nhân biết luôn. Đã nói cho nàng ta biết rồi. Tư Trúc cô cô nói. Quý Thái Phi khẽ thở dài, Tư Trúc, người cũng trách ai ra, phải không? Vẻ mặt Tư Trúc cô cô cứng đờ, không, nô tỳ làm sao có thể trách Thái Phi được. Thái Phi làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Quý Thái Phi hít sâu một hơi, nước mắt lại chảy xuống, nếu không phải bất đắc dĩ, ai ra sẽ không làm vậy. Từ sau khi hắn chủ trì triều chính, ai ra đã ba lần bốn lượt đề xuất, muốn gọi lão bát quay lại trong kinh, hắn đều không đồng ý đó là đệ đệ ruột thịt của hắn đấy hơn nữa ngày ấy nói chuyện với hắn ở trong cung ai ra bảo hắn rời xa hạ thương mai hắn cuối cùng lại bảo ai ra trở về phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý mà ai ra nên có từ một khắc đó ai ra đã biết không thể trông cậy vào hắn tư trúc cô cô khẽ nói vương gia có lẽ chỉ hy vọng thái phi có thể sống cuộc sống yên ổn nhất quý thái phi cười lạnh phải vậy không hắn không tranh thủ sao ai ra có thể sống yên ổn như vậy nếu hắn quả thật hiếu thảo như vậy trước đó ai ra nói với hắn một khi hoàng đế băng hà bảo hắn đoạt quyền đăng cơ sao hắn cứ ba lần bốn lượt phản đối bây giờ hắn còn ghét bỏ ai ra sen vào chuyện của người khác ai ra có thể trông cậy vào hắn sao nếu hắn không đăng cơ tới ngày ai ra chết cũng chỉ là quý thái phi cả đời cũng phải ở dưới nàng ta ai ra có điểm nào kém hơn nàng ta chứ không ai ra không cam lòng nếu hắn không nỗi khổ tâm của ai ra không hiểu được ai ra chịu sỉ nhục và áp bức nhiều năm như vậy, ai ra cũng không cần nhớ tới tình cảm mẹ con này. Từ chúc cô cô thay trà cho bà ta, trong lòng thái phi không khó chịu sao? Quý thái phi lại cười lạnh nhưng vẫn rơi nước mắt, vẻ mặt kia khiến cả đời người ta cũng không có cách nào quên được, là một vẻ mặt giữ tợn vặn vẹo lại bi thương không sao tả xiết, khó chịu, làm sao có thể không khó chịu chứ? Hắn là do ai ra sinh ra, là con ruột của ai ra đấy? Nhưng ai ra có cách nào chứ? chỉ cần Ai Ra còn một con đường sống cũng sẽ không nỡ bảo hắn đi tìm chết. Ai Ra vĩnh viễn nhớ năm đó vì sinh hắn mà suýt mất một mạng nhưng cũng đáng giá. liên tục một tháng sau đó, tiên đế đều ở bên cạnh Ai Ra, đồng thời phong cho Ai Ra làm quý phi. đứa trẻ này cũng là bảo bối trong lòng tiên đế cùng Ai Ra. Ai Ra bỏ hắn mà lòng như đau cắt. Tư chúc cô cô lặng lẽ rơi nước mắt, nột tỉ hiểu nỗi khổ của thái phi. quý thái phi kéo tay Tư Trúc cô cô lại từ khi ai ra đối lập với nàng ta tới nay người vẫn luôn ủng hộ ai ra người nhớ kỹ là ai ra bị nàng ta ép cho không còn đường lui mới bất đắc dĩ trở thành như vậy tư chúc cô cô an ủi bà ta nghĩ một đằng nói một nẻo đúng vậy nô tì hiểu rõ thái phi là không còn đường lui dựa theo hành trình bao giờ thì lão bát mới đến đây Sóng điệu quý thái phi đột nhiên thay đổi vẻ mặt có phần dịu dàng hơn vẻ đau buồn trước đó cũng biến mất Tư Trúc Cô Cô nói, trước khi Thái Phi ra tay, Nam Hoài Vương đã bắt đầu lên đường. Tính từ lúc đó thì bây giờ hẳn đã sớm đến rồi. Nhưng để tránh cho người ta nghi ngờ, chắc sớm nhất cũng phải tới tối ngày mai mới vào thành. Đúng vậy, lão bát làm việc luôn cẩn thận, nếu vào thành quá sớm sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Tuy tối mai vẫn hơi sớm, nhưng nói còn nghe được. Dù sao huynh trưởng qua đời, trong lòng hắn bi thương, ngày đêm đi gấp trở về cũng không ai nghi ngờ. Tư Trúc cô cô nhìn vết thương trên trán bà ta, nói, ngày ấy Thái Phi không nên thật sự đụng tới. Nếu đụng mà gây ra nguy hiểm tới tính mạng, vậy nên làm thế nào cho phải chứ? Quý Thái Phi giơ tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán, lại uống cạn trà trong cốc rồi lạnh lùng nói, nếu không làm vậy, sao nàng ta chịu hạ chỉ chứ? Nàng ta trông thì hiền hòa nhưng cáo giả rảo hoạt, nếu không phải ngoài điện còn có nhiều quan viên như vậy, nàng ta sẽ không đưa ra ý chỉ này đâu. Tư Trúc cô cô từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục thêm trà cho bà ta. Chập tối hôm sau, Nam Hoài Vương mộ dung sùng vào kinh, chỉ dẫn theo mấy tên thị vệ, đi thẳng vào cung với dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Bên ngoài Thọ An Cung vẫn có thờ tử đang quỳ, đã liên tục mấy ngày, những người này thay phiên quỳ ở đó. Mỗi ngày, Lương Thái Phó đều có mặt khoảng 3, 4 canh giờ, thời gian còn lại thì ra khỏi cung hoạt động. Khi Nam Hoài Vương vào cung, Lương Thái phó cũng vừa vặn có mặt ở đó. Lương Thái phó đứng ở dưới thềm đá, nhìn người phơi nắng tới ngăm ngăm đen chậm rãi bước tới, lưng hắn thẳng tắp, vẻ mặt bi thương. Vẻ sắc bén của mấy năm trước, bây giờ đã thu lại hết, trên người mặc trang phục màu đen càng tôn thêm nước da đã biến thành màu đen. Chỉ nhìn vẻ ngoài thì đây chính là một người trầm ổn, đôn hậu. Trong lòng Lương Thái phó hơi hoảng sợ, nếu bây giờ Nam Hoài Vương vẫn còn giữ tính tình kiêu căng cuồng ngạo không ai bì nổi trước kia vậy còn dễ đối phó một chút nhưng rõ ràng rèn luyện của nắng và bão ở miền nam trong mấy năm qua đã làm cho hắn thay đổi thái phó đại nhân nam hoài vương đi tới trước mặt lương thái phó chắp tay hành lễ lương thái phó vội vàng trả lễ vương ra đi đường chịu cực khổ rồi còn tốt còn tốt có cực khổ mấy thì cũng đến nơi rồi vành mắt nam hoài vương đỏ hoe lại khiêm tốn chắp tay nói tiểu vương vào bái kiến mẫu hậu trước lát nữa chúng ta lại nói chuyện sau. Lương Thái Phó chắp tay nhìn theo bóng lưng của hắn và híp mắt lại, thoáng ánh lên vẻ hung tợn. Thái Phó đại nhân, chỉ sợ lần này mộ dung sùng trở về là muốn chia một chén canh. Bộ lại thượng thư vốn quy phía dưới chợt tiến lên trước nói. Trong sáu bộ, bây giờ chỉ có bộ lại thượng thư đang ra sức cho Lương Thái Phó. Thôi đại nhân của thượng thư tỉnh sớm bất mãn với bộ lại thượng thư, cho nên ông ta lại nương nhờ Lương Thái Phó. Lương Thái Phó lạnh lùng nói có thể, chính là hắn ra tay giết mộ dung khanh, từ lúc Hoàng Thái Hậu hạ chỉ tới bây giờ mới được mấy ngày. Hắn đã từ miền Nam trở lại Kinh Thành, tuy nói có thể ngày đêm đi gấp, nhưng bản quan lại không tin hắn và mộ dung khanh là huynh đệ tình thâm như vậy. chương 97, đừng có hòng. Lại bộ thượng thư nói, bây giờ Hoàng Thái Hậu từ chối không gặp, cũng không hạ chỉ để Thái tử giám quốc, càng không nói tự mình chủ chính, nên làm sao đây? chúng ta tiếp tục thế này cũng không phải cách, ngược lại sẽ khiến mộ dung sùng chủ động kìm hãm chúng ta. Sắc mặt lương thái phó nặng nề, cũng không nói gì, ánh sáng nơi đáy mắt ngày càng lạnh lẽo, như đã có kế hoạch rồi. Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế cao nhìn Nam Hoài Vương đã mấy năm không gặp, trong lòng đương nhiên cũng xúc động. Đứng lên, để mẫu hậu nhìn xem. Nam Hoài Vương tiến lên phía trước, lại quỳ xuống, nhòi người cạnh đầu gối của Hoàng Thái Hậu khóc lóc. Nhi thần bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối mẫu hậu, còn khiến mẫu hậu phải lo lắng cho nhi thần, Nam Hoài Vương khóc cực kỳ đau lòng, nước mắt thấm ướt làn váy của Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu không khỏi đau lòng, cũng buồn bã rơi lệ, con lẻ loi một mình ở miền Nam, làm khó con rồi. Không, là nhi thần đáng tội, trước kia nhi thần tuổi trẻ hiếu thắng, quá kiêu ngạo, hoàng thượng phái nhi thần đến miền Nam là đúng, mấy năm nay, nhi thần không ngừng kiểm điểm lỗi lầm của mình, còn qua lại với danh sĩ ở miền Nam càng hiểu được đạo lý trên đời, nhi thần thật sự sai rồi. nhưng nhi thần ở miền nam cũng không biết hoàng thượng. nói đến đây, giọng hắn ta trở nên nghẹn ngào, nước mắt đàn ông không ngừng rơi xuống, cực kỳ đau lòng. hoàng thái hậu ôm lấy hắn ta, liên tục đau buồn thở dài, quốc vận không tốt, quốc vận không tốt mà. hoàng thượng bệnh nặng, a khanh chủ chính, lại xảy ra mấy chuyện này, rốt cuộc là làm sao vậy? tôn công công ở bên cạnh hai người cũng khóc dữ dội. Tiến lên nói, vương ra, trước đó quý thái phi cũng bị thương, lại thêm chuyện của nhiếp chính vương, bà ấy quá đau lòng, sức khỏe không chịu đựng được, ngài vẫn nên suốt cung ở với bà ấy, tránh để bà ấy nghĩ quấn. Hoàng thái hậu buông hắn ta ra, lao đi khóe mắt, đúng vậy, con mau đi gặp mẫu phi của con đi, bà ấy người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, trải qua nỗi khổ lớn của đời người, rất cần người thân ở bên cạnh, con mau đi đi. Nam hoài vương dập đầu mấy cái xuống đất tạo ra tiếng vang cốp 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 hoàng thái hậu vội vàng đỡ hắn ta dậy được rồi được rồi nên bảo trọng cho mình nam hoài vương khóc cứ để nhi thần dập đầu thêm mấy cái nữa đi mấy năm nay nhi thần thật sự rất nhớ mẫu hậu nhớ mọi người mỗi khi đến ngày lễ nhi thần đều dập đầu về phía kinh thành nhưng mẫu hậu lại không nhìn thấy hoàng thái hậu mềm lòng vốn có chút cảnh giác và lo lắng vì việc hắn ta về kinh bây giờ thấy hắn ta thật sự sửa đổi rồi bèn nói đứa nhỏ này sao mẫu hậu nỡ để con ở lại miền Nam chứ? Lần này trở về thì ở bên mẫu hậu và mẫu phi của con nhiều một chút, chuyện trở về miền Nam, tạm thời đừng nhắc tới. Nam Hoài Vương lắc đầu, không, xong xuôi tang sự của Hoàng Huynh, Nhi Thần sẽ trở về, nếu mẫu hậu nhớ Nhi Thần, Nhi Thần lại về kinh thăm. Hoàng Thái Hậu thương xót nói, con rất hiểu chuyện, ai ra rất yên tâm với con, được rồi, con về đi, còn về chuyện sau này cứ để sau. Này hãy nói. Tôn Công Công ở bên cạnh nghe vậy không khỏi lắc đầu, Hoàng Thái Hậu vẫn còn mềm lòng quá. Nam Hoài Vương đi rồi, Hoàng Thái Hậu lau nước mắt nói, đứa nhỏ này bây giờ vừa đen vừa gầy, xem ra ở miền Nam thật sự quá cực khổ. Tôn Công Công đáp, đúng vậy, miền Nam gần bờ biển, ban ngày rất nắng, hơn nữa gió biển cũng hại ra, Vương ra là người kinh thành, không quen khí hậu, ẩm thực cũng không quen, đương nhiên sẽ gầy đi một chút. Nam Hoài Vương thay đổi quá nhiều, so với trước kia thật sự giống như hai người vậy, lo lắng của chúng ta đều quá dư thừa, Hoàng Thái Hậu nói. Tôn Công Công bình tĩnh nhắc nhở, Thái Hậu, từ miền Nam vượt biển về đến nội địa, lại từ nội địa về kinh, Nam Hoài Vương có thể về nhanh như thế, có thể nghĩ lòng dạ này, khiến cho người ta. Ông ta nói đến đây thì im lặng, cũng không nói quá rõ ràng, hy vọng Hoàng Thái Hậu có thể tự hiểu. Đương nhiên Hoàng Thái Hậu hiểu ngay, nhưng lại hơi trách móc nói, người đó, lò bỏ trắng răng, nghĩ nhiều quá rồi, thằng bé ra roi thúc ngựa chạy cả ngày đêm để trở về, không có gì đáng để nghỉ ngờ cả, chẳng lẽ thằng bé có thể biết trước A Khanh xảy ra chuyện. Vô lý, nhất định là sau khi biết được tin tức mới về kinh. Tôn Công Công thấy bà ấy nói thế cũng không nói gì nữa, chỉ tự chú ý trong lòng. Từ khi hạ chỉ đến khi tiếp chỉ trở về quá nhanh chóng, không thể không phòng, hơn nữa hắn ta còn là Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương xuất cung, xoay người lên ngựa, lại chạy nhanh về phía phủ nhiếp chính vương quý thái phi nhìn thấy con trai xa cách nhiều năm khóc không thành tiếng cuối cùng con cũng về rồi nam hoài vương lại nhẹ nhàng đẩy bà ta ra mẫu phi vì sao thi thể của huynh ấy lại mất tích không có phải người đi tìm sao tìm rồi nhưng tìm được thì tốt tìm không thấy cũng thế thôi suy cho cùng huynh trưởng của con cũng đã chết là mẫu phi tận mắt thấy thằng bé chết mà quý thái phi buồn bã khóc lóc Nam Hoài Vương nghe thấy là tận mắt thấy hắn chết, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn một chút, thi thể mất trộm là do ai gây ra. Mẫu Phi không có nghi ngờ sao. Có lẽ là tiêu thác làm, hắn muốn giấu tin tức huynh trưởng con hoàng thệ, ổn định triều chính, nhưng giờ người nào trong kinh cũng biết, dù hắn có giấu thi thể đi cũng chẳng có tác dụng gì hết. Nam Hoài Vương gật đầu, tiêu thác không thể không phòng, hơn nữa, rốt cuộc hạ thương mai kia là ai. Lúc Nhi Thần ở ngoại thành có sai người tìm hiểu tin tức, người trong kinh đều nói là Hạ Thương Mai mang huynh ấy đi. Hạ Thương Mai, con gái của Hạ Thừa Tướng, Quý Thái Phi nói ra hết lai lịch của Hạ Thương Mai và những chuyện liên quan đến cô cho Nam Hoài Vương nghe, cuối cùng bỏ thêm một câu, cho dù y thuật của Hạ Thương Mai này cao siêu đến mấy cũng vô dụng, vì nàng ta đã chết rồi. Nam Hoài Vương không để tâm đến Hạ Thương Mai lắm, dù sao chỉ là một đích nữ tướng phủ không được cưng chiều thôi, một nữ tử yếu ớt bị trói lại trong bãi Tha Ma, chắc chắn không sống nổi trong lòng hắn ta xuất hiện cảm giác mừng như điên, âm mưu biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Nhưng sự vui mừng của hắn ta chỉ thoáng qua chốc lát, tiện thể nói, việc chúng ta phải làm tiếp theo là vạch trần chuyện lương thái phó thông đồng với thái tử, giết chết nhiếp chính vương đương triều. Quý thái phi hỏi, binh mã của con đâu? Nam Hoài Vương cười khẩu, đã đến rồi, ở ngoại thành 30 dặm, tạm thời đóng quân trong rừng không để người khác phát hiện, mấy năm nay, con không ngừng nuôi trông thế lực ở kinh thành, cho nên trong kinh cũng có không ít người của con, bây giờ chỉ đợi vạch trần tội ác của thái tử là có thể được nhiều người ủng hộ ngay. Quý thái phi thở vào nhẹ nhõm tốt, tốt, mẫu thân chỉ trông cậy vào con thôi đó. Bà ta nhìn Nam Hoài Vương, nghiêm túc nói, nhưng mẫu phi có một yêu cầu, con nhất định phải đồng ý. Nam Hoài Vương đáp, mẫu phi cứ việc dặn dò, đừng nói là một yêu cầu, dù là mười nhi thần cũng đồng ý. Quý Thái Phi nói, tuy huynh đệ các con bất hòa, nhưng lần này ai ra hy sinh huynh trưởng con bảo vệ con một khi con đắc thế sau này hoàng đế băng hà con đăng cơ cũng phải phong hoàng huynh của con làm hoàng đế có biết không nam hoài vương đảm bảo mẫu phi yên tâm hoàng huynh là hy sinh vì con dù con bất mãn vì trước kia huynh ấy không niềm tình huynh đệ nhưng bây giờ người chết đèn tắt tất cả đều tan thành mây khói con vẫn nhớ huynh ấy là huynh trưởng của con hắn ta sẽ cho hắn một cái truy phong nhưng phong làm hoàng đế hắn có cái phúc này sao? chương 98, lén uống rượu. Ngoài trạch viện ở ngoại ô Kinh Thành. Tiêu thác đứng ở cửa làm một cái bảng hiệu treo lên. Trên bảng hiệu viết ba chữ khoái hoạt lâu, hắn muốn làm cái bảng hiệu này từ rất lâu rồi, nhưng không may là lúc trước bận rộn, không để tâm đến được. Bây giờ thừa dịp mộ dung khanh dưỡng thương ở đây, bèn cùng Tô Thành làm một cái. Mộ dung khanh đã có thể xuống giường đi lại, nhưng thương mai dặn dò không thể đi quá xa, chỉ có thể đi lại ở trong sân thôi nữ nhân hung dữ kia đâu rồi mộ dung khanh đi tới thấy hai đang treo bảng hiệu thì hỏi nói là đến chân núi hái thuốc đi nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy về tiêu thác đáp tô thanh nói không cần lo lắng gần đây đều là người của chúng ta nếu nàng ấy không sợ chuột sợ rán đoán chừng không có gì phải lo đâu mộ dung khanh nhíu mày ai nói lo lắng cho nàng ta mau các ngươi vào đây cho các người nếm đồ ngon. Đồ ngon gì vậy ạ? À? Tô Thanh nghe nói có đồ ngon thì vứt cây búa trong tay đi vào. Tiêu thác nhìn bảng hiệu, hài lòng cười một tiếng, cũng đi vào kiếm đồ ngon. Mộ Dung khanh cầm ba cái bát ra, sau đó rót ba bát thiêu đao tử từ trong bình rượu, mùi rượu sông lên mũi khiến tinh thần người ta trở nên phấn chấn. Tô Thanh thấy thế thèm nhỏ rãi, nhưng vẫn lắc đầu nói thế là không được đâu, đại tiểu thư cấm vương ra uống rượu, cũng cấm chúng ta uống rượu, nói nếu chúng ta uống rượu, con sâu nghiện rượu của vương gia nhất định sẽ tỉnh lại. Tiêu thác bước nhanh vào, con sâu nghiện rượu đã bị dụ lên, mấy ngày nay thật sự không phải cuộc sống của con người mà, rõ ràng có một vò rượu lại không được đụng vào nửa giọt, ngược lại hôm nay vương gia cũng có thể dùng tăm bông tẩm rượu làm ướt môi, hắn nhìn mà thèm muốn chết. Người bị ngốc à, ai bảo người uống rồi đi nói với nàng ta. Tiêu thác chạy chậm vào phòng bếp, đêm qua còn lại chút phiên đậu giang, lấy ra nhắm rượu đi hắn chạy vào phòng bếp tìm kiếm, nhìn thấy nửa đĩa phiên đậu giang còn thừa tối qua, đang muốn lấy ra đã thấy hạ thương mai sách hai con cá trong tay, lưng đeo một vài thảo dược bước vào. Về rồi sao? Tiêu thác ngạc nhiên hỏi, nhanh thế à? Ừm, um, gần mà, người đói à? Thương mai thấy hắn bưng đậu phộng còn thừa hôm qua, à không, bọn họ gọi là phiên đậu, bèn hỏi. Tiêu thác cầm lấy một nắm cho vào miệng, vừa nhai vừa nói, đúng thế, bữa trưa vẫn chưa no, người còn bắt cá nữa à lợi hại thế nhưng hai con chắc không đủ đâu một mình ta đã có thể ăn hai con rồi hay người đi bắt thêm mấy con đi đêm nay chúng ta ăn thịnh soạn một chút đủ rồi lát nữa chắc vệ binh sẽ bắt thỏ hoang tới đây cá này sẽ ăn sống tí nữa tôi làm cá cho mọi người ăn cô để đồ đạc xuống sau đó muốn đi về phòng tiêu thác vội ngăn lại cá cá gì làm thế nào vậy hay cô làm ngay đi tôi đói rồi rất đói không còn chút sức lực nào cả. Đợi tí đi, ta đi vào thay thuốc giúp vương ra trước đã, thương mai tránh khỏi hắn, tiếp tục đi về phía phòng. Trong phòng đầy mùi rượu, thương mai đột nhiên vén rèm lên, nhìn thấy mộ dung nằm trên giường, áo vén lên, tô thanh cầm một bát rượu trong tay, dùng tăm bông bôi lên vết thương của mộ dung khanh, thấy cô tiến vào, hắn ta không chút hoang mang nói, về rồi sao? Vương ra nói vết thương hơi ngứa, ta bèn học theo người bôi chút rượu lên cho ngài ấy, cái này gọi là khử trùng, có phải không? Thương Mai vốn muốn vào khử trùng rửa vết thương cho Mộ Dung Khanh, thấy Tô Thanh làm rất ra dáng thì nói, "Ừm, um, đúng là như thế, để ta làm cho." Tô Thanh bưng rượu đứng lên, "Ừm, um, làm đi, hay, khiến cả người ta toàn là mùi rượu rồi, thật là nồng quá." Mộ Dung Khanh hờ hững nói, "Hôm nào trên người bản vương cũng đầy mùi rượu." Khi nãy chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiêu Thác và Thương Mai, hai người lập tức uống cạn hai bát rồi giấu bát vào sau chậu hoa, sau đó cầm lấy bát của tiêu thác đi chữa thương, dùng để che giấu mùi rượu kia. Tiêu thác bước vào theo, ghen tị nhìn hai người bọn họ, cầm đậu phộng trong tay lên ăn, đậu phộng rang qua đêm vẫn còn rất giòn, ăn vào kêu răng rắc. Hắn đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy bình rượu thì cực kỳ thèm, bèn nảy ý định cái bình này để trong phòng thật chật trội, để ta mang ra ngoài. Nói xong bèn để đậu phộng lên bàn, ôm lấy cái bình mộ dung khanh lạnh lùng nói để xuống hôm nào bản vương cũng phải khử trùng người mang ra ngoài thì không tiện lắm buông xuống buông xuống sau khi đem ra ngoài sau này muốn uống trộm cũng không còn tiện nữa có gì mà không tiện lúc ngài muốn dùng ta tự mình bưng vào là được mà con sâu thèm rượu của tiêu thác bị câu lên không uống một ngụm vào cứ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng cho nên không để ý phản đối muốn ôm đi thương mai hờ hững nói đại tướng quân buông rượu xuống tiêu thác hơi run lên, để trong phòng chật chỗ, phòng vốn đã nhỏ, không dễ đi lại rồi. Đợi đã, thương mai đứng lên, rót rượu vừa ngâm bông khử trùng lại vào trong bình, lần này dùng không hết, đừng lãng phí, lần sau lại dùng tiếp. Cô hờ hững nhìn thoáng qua khuôn mặt ửng đỏ của tô thanh và đĩa đậu phòng kia, trên người mộ dung khanh có mùi rượu rất nồng, khi nãy lúc hắn kêu tiêu thác buông rượu xuống, trong miệng đều là mùi rượu. Vò rượu này đã không thể dùng để khử trùng nữa rồi, nhưng bỏ nó đi vẫn tốt hơn để mộ dung khanh lén uống, thiêu đao tử quá mạnh, vết thương của hắn chưa lạnh, loại rượu nồng độ cao này sẽ tăng tốc độ máu vận hạnh, khiến tim gan tăng thêm gánh nặng, bây giờ uống thuốc ngày 3 lần đã khiến gan và thận có quá nhiều gánh nặng rồi, còn lén uống loại rượu mạnh này, uống thuốc cũng phí công. Vương Phi Đa Tài Tiêu Thác nhìn thấy cô đổ rượu đã khử trùng về thì như muốn phát điên, hắn chắc chắn Hạ Thương Mai nhìn ra hai người bọn họ uống rượu, cũng biết mình vẫn chưa uống, hắn đi tới cầm lấy một năm đậu phộng cho vào miệng vị mặn của đậu phộng giang quanh quẩn trong miệng mặn mặn hắn nghiến giang nghiến lợi nói cô thật quá độc ác hả thương mai cười lạnh sao lại độc ác thế đại tướng quân nói thẳng ra đi tiêu thác cũng không tiện nói bọn họ muốn uống trộm rượu cũng không nói được sao thương mai lại độc ác nhìn mộ dung khanh vương gia ngài nói xem có phải nàng ta quá độc ác không mộ dung khanh hờ hững quay người qua ngáp một cái ra vẻ vô tội nói ngủ đây khi nào ăn cơm thì gọi bản vương tiêu thác quay người qua nhìn tô thanh tô thanh đã bước nhanh ra khỏi phòng để lại cho hắn một bóng lưng mất hồn đại tướng quân có thể bưng vò rượu ra ngoài rồi thương mai ngồi xuống nói tiêu thác xoay người bước đi mệt ôm không nổi nữa còn ôm ra ngoài làm gì cũng có uống được rượu đã lau người đâu miệng vết thương kia còn có ngủ đó hắn mới bước ra tới cửa đã nghe thấy giọng nói của thương mai chậm rãi vang lên, đúng rồi, đồ ăn đêm nay rất phong phú, đại tướng quân đi hỏi vệ binh xem có thể lấy về chút rượu hoa quế không. Vết thương của vương gia đã tốt hơn nhiều, rượu mạnh không thể uống, nhưng uống chút rượu hoa quế thì được. Tiêu thác quay đầu lại, cười dạng dỡ nói, thật sao? Được, nhất định có thể lấy được, bản tướng đi ngay, đêm nay tôi sẽ kính đại tiểu thư một ly, mấy ngày nay người vất vả rồi. Nói xong thì vui vẻ đi ra ngoài. Thương Mai lắc đầu, tức giận bật cười, ai mà ngờ đại tướng quân mặt lạnh chiến công hiển hách lại có một mặt đáng yêu như thế chứ. Vì một ngụm rượu, thật sự làm khó hắn rồi. Quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Mộ Dung Khanh quay đầu qua nhìn mình, đáy mắt có ánh sáng lóe lên, thấy cô nhìn chằm chằm mình, hắn lại ngáp một cái, ngủ đây, khi nào ăn cơm thì gọi ta. Chương 99, muốn ban hôn. Thương Mai vào phòng bếp, bắt tay nấu đồ ăn. Hai hôm nay tiêu thác và tô thanh liên tục đi ra ngoài sau đó ba người bàn chuyện trong phòng tuy cô không nghe hết nhưng sâu chuỗi các tin tức lác đác lại với nhau thì cũng biết được hiện nay tình hình trong kinh đang khẩn trương hôm qua nghe tiêu thác nói đã bắt đầu sắp xếp thương mai không biết bọn họ an bài chuyện gì nhưng nhất định có nguy hiểm bây giờ thương thế của mộ dung khanh vẫn chưa lành mộ dung khanh phải đi về mạo hiểm làm đại phu chắc chắn không tán thành nhưng cô chẳng có lý do và quyền ngăn cản tiêu thác đi lấy rượu tô thanh vào giúp thương mai làm cá thương mai hỏi tô tướng quân ta nghe mọi người nói nam hoài vương hồi kinh rồi nam hoài vương là em trai ruột của vương ra đúng không sao mọi người có vẻ không thích hắn lắm vậy tô thanh đánh vải cá nói như hạ thừa tướng là phụ thân người người thích ông ta không thương mai không nói nữa đúng thế có vài người trên danh nghĩa là người thân trong người chảy cùng một dòng máu nhưng không chung lòng cũng chẳng là người thân nữa trong lòng hạ hoè quân vinh hoa phú quý của ông ta đường công danh của ông ta quan trọng hơn cả thế nên dù là người thân nào thì ông ta cũng có thể lợi dụng thậm chí là hy sinh ông ta thương yêu hạ oanh nhiễm nhưng chẳng phải vẫn dùng hạ oanh nhiễm để lôi kéo thái tử đấy sao nhớ tới hạ lâm trong lòng cô không nhịn nổi đau đớn bây giờ tô thanh đã không đề phòng cô nữa nên nói tiếp hiện nay người người trong kinh đều cho rằng vương gia qua đời thế lực khắp nơi đều đang mưu toàn đoạt vị trí làm chủ triều chính. Lần này Nam Hoài Vương hồi kinh, cũng là vì chuyện này. Đúng là một màn kịch hay, Thương Mai nói. Tô Thanh nhún vai, cũng tốt thôi, mọi người đều không che giấu. Hiện nay phụ thân người lui tới thân mật với thái tử, xem ra, muội muội người giữ ghế thái tử phi chắc rồi. Thương Mai từ chối nêu ý kiến. Theo tình hình hiện nay mà cô biết được, hôn sự của Thái tử Mộ Dung Toàn và Hạ Oanh Nhiễm sẽ được trình lên, dù Hoàng hậu không bằng lòng, nhưng cũng không thể bỏ qua việc lôi kéo thừa tướng vào lúc này. Tô Thanh nói tiếp, tình hình trong kinh hiện nay ấy, nữ tử như người không hiểu đâu, nhưng sau này người gả vào vương phủ rồi, ta nói với người một đôi điều về tình hình vương phủ, người muốn nghe không? Nếu người muốn nghe, tối nay nhớ cất giúp ta một ít rượu hoa quế. Thương mai mài mỏng dao, cũng không ngẩng đầu lên, được. Tô Thanh hạ giọng nói, chuyện giấu rượu đừng để tiêu thắc biết, hắn ta sẽ trộm uống. Được, thương mai nhanh chóng mài dao, bây giờ phải cắt cá, nhưng nếu Tô Thanh cứ tiếp tục rông dài, cô phải cắt Tô Thanh trước. Tô Thanh nghe cô đồng ý, tiện thể nói luôn, vương gia không có vương phủ, chuyện ngày người biết đó, nhưng vẫn có một chắc phi. Tôn chắc phi, vị tôn chắc phi này là người có lai lịch, nàng ta là cháu gái nhà ngoại của phu nhân Lương Thái Phó. Lương Thái Phó để phòng vương gia của chúng ta cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, thế nên thân phận của Tôn Trác Phi ở trong phủ, với đầu óc chẳng tính là thông minh của người chắc có thể đoán được, nàng ta làm nội ứng thăm dò tin tức, vương gia của chúng ta còn chẳng buồn nhìn nàng ta. Không thích tại sao không đuổi ra, thương mai không phải nói để ý sự có mặt của vị Tôn Trác Phi này, mà cảm thấy với tính tình của mộ dung khanh, nếu như hắn thật sự thấy kẻ đó không vừa mắt, ở trong phủ chưa chắc sẽ khoan nhượng. Thế nên người không hiểu chuyện này chứ gì, tôn chắc phi muốn tới làm nội ứng, đuổi ra ngoài thì còn gì vui. Thỉnh thoảng người phải cho nàng ta đưa tin ra ngoài. Nghe tới đây thương mai đã biết, để nội ứng lại bên cạnh là để có một ngày, có thể lợi dụng ngược lại. Mộ dung khanh này đúng là một người tận dụng hết mọi thứ, bảo toàn lợi ích. Quan hệ của vương gia và quý thái phi thế nào? Đây là vấn đề mà thương mai khá tò mò, vì trong lòng cô có chuyện nghi ngờ. Thái độ mà Quý thái phi thể hiện khi đó quá khác biệt với khi ở trong phủ tướng quân, thậm chí là vương phủ, khiến cô cảm thấy Quý thái phi cứ như không mong mộ Dung Khanh khỏi bệnh vậy. Làm mẹ mà không cứu con trai mình, ở xã hội khi trước của cô rất ít thấy được, nhưng ở thời đại này, qua một thời gian ở tướng phủ, quan hệ huyết thống bất thường thế này, mọi người tiếp nhận khá dễ dàng, là vì đến gần trung tâm quyền lực sao? Thế nên mọi thứ bao gồm cả tình thân đều bị quyền lực làm yếu đi. Đối với vấn đề này của Thương Mai, Tô Thanh cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó chỉ nói một câu, quý thái phi là mẫu thân của vương gia. Thương Mai rửa dao, tất nhiên, chuyện này mọi người đều biết. Tô Thanh không nói gì nữa, có vẻ không tìm được gì để nói. Thương Mai bèn hỏi tiếp, quan hệ giữa Nam Hoài Vương và Vương gia thế nào? Còn kém hơn quan hệ giữa người và Hạ Oanh Nhiễm, Tô Thanh nhàn nhạt nói. Có nguyên nhân không? giữa hai huynh đệ sẽ không vô cớ mà bất hòa chứ tô thanh đặt con cá lên thớt từ nhỏ nam hoài vương đã rất thông minh một người thông minh chắc chắn không thích một người còn thông minh hơn mình lời này thoạt trông khá qua loa nhưng có thể suy ra rất nhiều chuyện thương mai đã hiểu rồi cuối cùng tô thanh còn nói thêm một câu khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt chắc là nhu nhi tiểu thư nam hoài vương si mê nhu nhi tiểu thư nhưng nhu nhi tiểu thư lại thích chơi chung với vương gia phụ nữ Thương Mai nhẹ giọng than thở, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cô nhu nhi tiểu thư này, chắc là cô gái mà hai anh em đều thích rồi. Chẳng hiểu tại sao mà đáy lòng Thương Mai lại nổi lên sự chua sót. Cô nhu nhi tiểu thư này là ai? Thương Mai biết không nên hỏi quá nhiều chuyện không liên quan đến mình, nhưng rồi vẫn hỏi. Nhu nhi tiểu thư chính là nhu giao huyện chúa, là biểu muội của vương gia. Nhu giao huyện chúa, Thương Mai vắt hết óc suy nghĩ, nhưng trong lòng không hề có thông tin nào liên quan đến nhu giao huyện chúa, có thể thấy nguyên chủ cũng chưa từng nghe nói đến người này. Có điều, nguyên chủ luôn ở trong tướng phủ, ít giao du với bên ngoài, biết rất ít chuyện bên ngoài. Mọi chuyện đúng như thương mai đoán, hôn sự của hạ oanh nhiễm và thái tử cuối cùng cũng được trình lên. Ngày thứ bảy nhiếp chính vương mất tích, ngày thứ hai nam hoài vương hồi kinh, lương thái phó chính thức hẹn gặp hạ thừa tướng. Mục đích của lương thái phó rất đơn giản, đó là muốn bàn chuyện tiêu thác làm chủ triều chính. Vì ngày mai sứ thần Bắc Mạc vào kinh, hoàng thái hậu chắc chắn phải tổ chức yến tiệc tiếp đãi. Đây là một cơ hội rất tốt, có thể ngay trước mặt sứ thần mà ép hoàng thái hậu để thái tử quản quốc. Nhưng hôm nay hạ thừa tướng như chỉ tới để nói chuyện, nói gần đây thái tử cứ ở lại tướng phủ. Có lúc nhìn hai người họ, cứ nghĩ tới lúc bổn tướng và Thúy Ngư ở bên nhau, đúng là năm tháng không sâu lo. Hạ thừa tướng cười nói: Lương Thái Phó nghe tới đây thì hiểu, lão hồ ly này muốn lợi dụng điểm yếu để uy hiếp thái tử cưới hạ oanh nhiễm. Ông ta không vui, nhưng trước mặt chỉ đành hùa theo, thừa tướng còn trẻ, không như lão phu đây, nói đến chuyện này, thái tử cũng nên thành thân rồi. Hôm nay lão phu cũng phải vào cung, cũng phải nhắc chuyện này với hoàng hậu. Hạ thừa tướng nhếch môi, thái phó đúng là hết lòng hết dạ vì thái tử. Sau này khi thái tử lên ngôi rồi, đúng là không thể nào quên công lao của thái phó. Lương Thái Phó nghe thế thì biết ông ta đã đồng ý, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có được thánh chỉ, ban hôn cho Thái Tử và Hạ Oanh Nhiễm. chương 100, đêm trước sông bão. Hoàng hậu rất tức giận đối với việc này, lão già này ăn gan hùng hổ báo sao. Còn dám lấy việc này uy hiếp bổn cung, Hạ Oanh Nhiễm là cái thá gì chứ? Bồn cung sẽ không để cho nàng ta ngồi vào vị trí thái tử phi được. Lương thái phó nhìn sắc mặt xanh mét của hoàng hậu, thờ ơ nói, người kích động cái gì? Tên Hạ Hoè quân này nhất định phải lôi kéo cho được, thái tử phi là ai không quan trọng, quan trọng nhất là có thể phù trợ được thái tử. Phụ thân không biết mẹ của Hạ Oanh Nhiễm là người như thế nào đâu. Hoàng hậu cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến Nguyệt Nhung phu nhân kia, bà ta không muốn cưới đứa con gái được sinh ra từ người phụ nữ kia. Lương thái phó nhẹ giọng trách móc, hoàng hậu sao có thể thiển cận như thế được. Hoàng hậu biết sự ủng hộ của hạ thừa tướng lúc này là rất cần thiết, chẳng qua cũng là quá tức giận đối với lão già xảo quyệt hạ hòe quân phẫn nộ không thôi bà ta nhấp một ngụm trà rồi từ từ bình tĩnh trở lại bây giờ nếu không lôi kéo được hạ thừa tướng nam hoài vương sẽ ra tay đến lúc đó có thừa tướng ủng hộ thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều bà ta nhẫn nhịn phụ thân nói cho hạ hòe quân biết bổn cung sẽ xin ý chỉ của hoàng thái hậu hạ chỉ ban hôn chỉ sợ nói miệng không có chứng cớ lão già kia sẽ không tin lương thái phó nói cha chỉ cần nói cho hắn biết, bổn cung nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn không tin thì thôi. Hoàng hậu nhìn lương thái phó, có lúc, đối phó với loại người này, không thể nhân nhược, nếu không sẽ được nước lấn tới. Lương thái phó cảm thán một tiếng, con gái à, mưu kế giang sơn này không phải lấy thân phận là có thể đè ép được, không có lợi ích gì, ai sẽ đánh liều với ngươi. Phải biết rằng, một khi thua cuộc thì tài sản và tính mạng của cả gia tộc sẽ bị mất hết, ông ta chỉ cần một vị trí thái tử phi, cứ cho ông ta là được, không ngon ngọt một chút thì sao có thể thu phục được đám người tham lam đó. Ngươi cho rằng mấy năm nay, ta dựa vào thân phận của Thái Phó để ép buộc bọn họ phải đi theo sao. Ngươi sai rồi, ngươi không biết ta ở sau lưng phải trả giá bao nhiêu đâu. Hoàng hậu kích động nói, phụ thân, con gái biết người buồn giàu vì chuyện của Thái Tử, mấy năm bôn ba vất vả mới tạo được sự che chở cho hắn. Nếu không có người, e rằng hắn đã bị tước bỏ vị trí thái tử rồi. Lương Thái Phó nhìn bà ta, đôi mắt sâu như hố đen, còn có thể hiểu được sự khổ nhọc của ta thì thật tốt, ý chỉ này, người xem rồi đi cầu Hoàng Thái Hậu đi. Hoàng Hậu nói, không cần nữa, Phượng Ấn ở chỗ của bổn cung, ý chỉ ban hôn này là do bổn cung tự mình đưa ra, sau đó ta sẽ báo cáo với Lão Thái Thái, bà ta sẽ không đến nỗi lật đổ, dù sao cũng phải nể mặt của Hoàng Hậu ta đây. Ý chỉ ban hôn truyền xuống, Nguyệt Nhung Phu Nhân và Hạ Oanh Nhiêm vui vẻ không thôi. Hạ anh Nhiễm rúc vào bên người Nguyệt Nhung phu nhân, ngượng ngùng nói: "Tuy nói sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng Hoàng hậu nương nương đã đích thân ra lệnh, điều này cho thấy tầm quan trọng của con." Nguyệt Nhung phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Nếu Hoàng thái hậu đích thân ra lệnh thì mới gọi là coi trọng con, chẳng qua, quả thật như con nói, con và thái tử đều đã như vậy, hôn sự này nếu không thành, một khi con mang thai thì bên ngoài đồn thổi rất khó nghe." Hạ anh Nhiễm không vui nói: "Ai dám nói con xé miệng hắn?" nguyệt nhung phu nhân thực sự rất vui vẻ cuối cùng bà ta cũng có thông gia với hoàng thất sau này còn ai dám nói bà ta không xứng nữa sau này đợi oanh nhiễm gả qua đó bà ta sẽ xin thái tử phong một tước hiệu bà ta sẽ là cáo mệnh phu nhân không cần phải sợ bà già đáng ghét trong phủ nữa rồi giải quyết con hạ nhân liên thị luôn một thể bà ta mới là phu nhân danh chính ngôn thuận của tướng gia ai dám coi thường bà ta nữa cha đâu hạ oanh nhiễm hỏi đang ở chỗ tổ mẫu của con, không biết đang nói cái gì. Nguyệt Nhung phu nhân có chút không vui, kỳ sự như vậy mà hắn không tới chúc mừng, ngược lại đi qua bên đó. Tổ mẫu là người có tầm nhìn xa trông rộng, phụ thân nghe theo ý kiến của tổ mẫu là tốt, mẫu thân đừng nhỏ mọn như vậy. Hạ oanh nhiễm không giấu được niềm vui vẻ giữa hai đầu lông mày, lúc nói chuyện cũng mang theo tư thái của một thái tử phi. Nguyệt Nhung phu nhân ôm nàng ta, thật tốt, oanh nhiễm, tiên đồ của con cũng là tương lai của ta, ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Hạ Anh nhiếm cười ngạo nghễ, nhưng sau đó hung ác nói, con thật sự mong rằng con tiện nhân hạ thương mai vẫn chưa chết, để có thể nhìn con gả vào đông cung mà nhận được sủng ái. Nguyệt Nhung phu nhân nói, mà này, con tiện nhân đó đi đâu mất rồi. Bên ngoài có tin đồn rằng nàng ta mang thi thể của nhiếp chính vương đi, điều này là không thể nào. Làm sao ả à ta mang đi được, có lẽ là tiêu thác mang đi, hạ thương mai có khả năng là bị thái phi xử tử rồi hạ oanh nhiễm nói con nghe tin ở đâu vậy nguyệt nhung phu nhân hỏi thái tử nói hạ oanh nhiễm chế nhạo chỉ là không biết nàng ta học y thuật từ khi nào để nàng ta trùng hợp chữa khỏi bệnh cho lương vương sau đó nàng ta lại đi chữa bệnh cho nhiếp chính vương kết quả làm chết người ta quý thái phi cũng bèn xử lý nàng ta luôn hạ oanh nhiễm vừa nói vừa cười khoái trá chúng ta trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ nàng ta đều để nàng ta trốn thoát. Không ngờ cuối cùng nàng ta tự mình tìm cái chết, cũng xem như là giúp chúng ta một chuyện. Nguyệt Nhung phu nhân hừ một tiếng, đúng vậy, trước đây nghe nói nàng ta sẽ gả cho nhiếp chính vương, làm ta lo lắng một thời gian. So với màn ăn mừng nông cạn này của hai mẹ con, thì lão phu nhân và hạ thừa tướng lại không vui vẻ như vậy. Đối với tin tức mà hạ oanh nhiễm nói cho Nguyệt Nhung phu nhân, lão phu nhân và hạ thừa tướng cũng nghe thấy, nhưng lão phu nhân sắc bén nói, cho dù nhiếp chính vương thật sự đã chết, nhưng thế lực vẫn như cũ làm cho người ta kinh sợ, bọn họ không tìm ra được hung thủ giết mộ dung khanh sao. Không thể nào, bọn họ nhất định sẽ tóm chặt lấy thái phó không buông, nhưng hiện tại ngoại trừ người của Nam Hoài Vương đang lên kế hoạch, thì người của nhiếp chính vương cũng không có động tĩnh gì, thậm chí cả tiêu thác và tô thanh cũng không có động tĩnh gì ở trong kinh, với lại cũng không thấy bóng dáng hai người họ, cả hạ thương mai bỗng nhiên biết ý thuật cũng không thấy đâu, người cảm thấy việc này có nội tình gì không hạ thừa tướng nói mẫu thân giả sử nhiếp chính vương chưa chết hạ thương mai tuy biết y thuật nhưng y thuật của nàng ta còn hơn cả ngự y trong chiều sao điều đó là không thể nào có thể thấy hạ thương mai có liên quan rất lớn đến việc biến mất của nhiếp chính vương nhưng ai thực sự tận mắt nhìn thấy hạ thương mai mang thi thể của nhiếp chính vương đi tất nhiên điều ngài đang nói cũng có khả năng xảy ra và khả năng này lại rất cao nhưng còn có sự tình khác không chính là tiêu thác đưa thi thể của nhiếp chính vương đi, sau đó biết được quý thái phi giết hạ thương mai mới tạo nên tin tức giả, cái gọi là thần y cùng với việc thi thể biến mất, khiến người ta đoán rằng nhiếp chính vương vẫn còn sống, việc tiêu thác và tô thanh không xuất hiện càng làm cho loại giả thiết này tăng thêm độ tin cậy. Suy luận của người cũng có lý, nhưng theo tin tức tôn phủ truyền đến, tôn chắc phi đã trở về phủ và khóc lóc, nàng nói quý thái phi cũng rất thương tâm, ngày nào cũng rơi lệ, nàng cũng nói chính quý thái phi đã tận mắt nhìn thấy nhiếp chính vương chết vậy theo những gì mẫu thân phân tích ngài cho rằng nhiếp chính vương đã chết hay chưa hạ thừa tướng hỏi cũng khó nói nhưng hẳn là bị thương rất nặng lão thần chỉ cảm thấy hạ thương mai không có liên quan gì đến chuyện này nàng ta có lẽ đã chết rồi chết trong tay của quý thái phi chờ thêm đi nếu như lão thở oán không sai ngày mai sứ giả vào cung chính là bắt đầu một trận đại chiến hạ thừa tướng cũng cho rằng như vậy ngày mai sứ giả vào cung, mọi người sẽ nhân cơ hội này để nắm lấy vị trí chủ chính. chương 101, sứ giả vào kinh. Mùng 9 tháng 6, ngày thứ 9 sau khi thi thể của nhiếp chính vương bị mất tích. Sứ thần Bắc Mạc vào kinh, người đến chính là kỳ vương gia của Bắc Mạc. Hắn đại diện Bắc Mạc đến đây tiếp tục ký hiệp ước cùng Đại Chu, 10 năm trước hai nước đã cùng nhau ký hiệp ước ngừng chiến và hiệp nghị hòa bình, cách 3 năm sẽ lại ký kết lại lần nữa. Nhiếp chính vương đã chết, Trách nhiệm tiếp đón sứ thần đương nhiên sẽ là của Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu đã ra lệnh cho Lễ Bộ Thị Lang và Thượng thư tỉnh là Thôi Đại nhân cùng nhau ra cửa thành đón tiếp từ sớm, sau đó Lễ thân vương và An thân vương mở tiệc chào đón ở trong cung. Mấy năm gần đây, An thân vương không quan tâm đến việc triều chính, nhưng mà lại là người quen của Kỳ vương gia, cho nên sắp xếp hắn làm người tiếp đón là vô cùng thích hợp. Sứ giả vào kinh, hơn nữa còn là vì ký kết hiệp ước, cho nên các bá tánh trong thành đều rất vui mừng. Bắc Mạc có rất nhiều ngựa tốt, cho nên chuyến này Kỳ Vương ra dẫn theo hơn 100 con ngựa tốt, có thể huấn luyện thành ngựa chiến. Bắc Mạc là một dân tộc hiếu chiến, nhưng 10 năm trước đã bị An Thân Vương thống lĩnh quân Thiết Kỵ đánh bại, ép hoàng đế Bắc Mạc lúc đó không thể không đầu hàng. Nhưng mà bá tánh của Bắc Mạc lại không hề căm ghét An Thân Vương, bởi vì hoàng đế Bắc Mạc chiến tranh suốt mấy năm trời khiến bá tánh lưu lạc khắp nơi, không thể trồng trọt, thời đấy gần như tất cả nam tử thành niên trong quốc đều bị bắt chiêu binh nhập ngũ làm tỷ lệ sinh sản giảm xuống suốt mấy năm sau tỷ lệ nam nữ của bắc mạc vẫn cực kỳ tranh lệch thiết kỵ của an thân vương đánh xuống phía bắc chinh phục hoàng đế bắc mạc cũng chinh phục luôn nam nhi bắc mạc nam nhi bắc mạc luôn sùng bái người tài giỏi cho nên ở bắc mạc an thân vương lại trở thành một vị anh hùng đương nhiên cách gọi anh hùng này chỉ ở trong nhân gian phe chủ chiến trong hoàng thất vẫn rất kiêng rẻ và căm ghét an thân vương kỳ vương ra thuộc phe chủ hòa năm đó khi ký kết hiệp nghị hòa bình, hai người cũng rất tán thưởng đối phương, chỉ thiếu điều kết bái làm huynh đệ khác họ. Lúc trong cung mở tiệc, cũng có mở tiệc chiêu đãi quân thần, những người quỳ gối ngoài cung Hoàng Thái Hậu cũng đều dối rít đi theo đón tiếp. Nam Hoài Vương không đến tham dự, Hoàng Thái Hậu đã phái người đi mời hắn, nhưng mà không nhận được câu trả lời, cũng không thấy đến. Hoàng Thái Hậu còn cho rằng hắn muốn ở cùng Quý Thái Phi, cho nên cũng không làm khó hắn, dù sao cũng có nhiều hoàng thân quốc thích và thần tử đến dự, cũng đã đủ rồi. Thái tử mặc một bộ triều phục thái tử màu vàng, hoa văn móng rồng nằm ở trước ngực sau lưng, vô cùng cao quý. Đêm nay hắn mặt mày hớn hở, trước khi kỳ vương gia của bác mạc vào cung, hắn cũng đã đến từ trước, còn dùng thân phận người nắm giữ triều chính tự mình ra ngoài thêm đá nghênh đón. Kỳ vương gia từng gặp qua thái tử, nhưng khi đó thái tử luôn trốn sau lưng của hoàng đế, chẳng có gì thu hút, sau đó cũng từng nói chuyện với hắn một lần lại cảm thấy kiến thức của hắn rất nông cạn con người lại càng nông cạn hơn cảm thấy hắn là người không nên kết giao nhưng vì lễ tiết hắn cũng không thể hiện ra ngoài mặt kỳ vương gia vừa đến đại chu nên vẫn chưa biết được tin nhiếp chính vương đã hoang vì thế sau khi gặp thái tử xong theo bản năng tìm kiếm bóng người của nhiếp chính vương an thân vương bước lên hắn lập tức hỏi an thân vương sao không nhìn thấy nhiếp chính vương mặt mày an thân vương buồn rười rượi nhiếp chính vương hoang rồi kỳ vương gia vô cùng khiếp sợ sao lại thế này thật là đáng tiếc ông trời đố kỵ người tài mà kỳ vương gia thật sự cảm thấy rất đáng tiếc cũng rất buồn mỗi năm hắn đều sẽ đến kinh một lần nói chuyện với nhiếp chính vương và an thân vương quan hệ của hai người cũng không tệ hắn liên tục thở dài tại sao lại như vậy bị bệnh cấp tính gì sao lúc trước bổn vương từng nói chuyện với hắn vài lần hắn có kiến thức uyên bác, còn hiểu đạo trị quốc, là quân chủ tốt có thể an bang định quốc. Lương Thái Phó ngồi bên cạnh nghe được những lời này, lạnh nhạt nói, kỳ vương gia, đại chu của chúng ta vẫn còn hoàng đế, nhiếp chính vương mộ dung khanh cũng chỉ tạm giữ chức vụ giám quốc, người gọi ngài ấy là quân chủ là không được. Kỳ vương gia vội vàng xin lỗi, đúng, bổn vương nói lỡ lời, Thái Phó thứ lỗi, thứ lỗi chót. Lương Thái Phó nói, tình hình ở Bắc Mạc khác với Đại Chu, Vương gia không biết thì về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ được. Thái tử của triều chúng ta là người rộng lượng, sẽ không so đo với vương gia. Kỳ vương gia kinh ngạc ngẩng đầu, quay sang nhìn thái tử, trong lòng có chút thắc mắc. Lương thái phó nói những lời này, có phải có nghĩa là thái tử đã là người làm chủ? Nhưng thái tử, triều đại chu không nên đưa ra quyết định sớm như vậy. Tuy nói sớm muộn gì thái tử cũng sẽ đăng cơ, nhưng mà từ trước đến giờ thái tử chẳng làm nên trò chống gì cũng chẳng có tài quân chủ, ít nhất cũng phải mài giữa thêm 8 năm 10 năm nữa. Hoàng Thái Hậu nghe được những lời này, cũng cảm thấy rất khó chịu. Hoàng Hậu vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu, thấy bà ta lộ ra vẻ mặt như thế này, cũng biết được trong lòng bà đang suy nghĩ gì, cười khẩy, quả nhiên bà ta không hề nghĩ đến việc để Thái Tử làm chủ triều chính, xem ra, phụ thân cần phải lôi kéo mượn sức nhiều người. An thân vương nghe lương thái phó nói như thế, lạnh nhạt đáp thái phó gấp gáp gì chứ. Thái tử đương nhiên sẽ không so đo với vương gia, chúng ta cũng sẽ không, người không biết không có tội, hơn nữa vương gia cũng không có ác ý gì." Hoàng thái hậu lên tiếng nói, "Được rồi, đừng đứng mãi như thế, mời vương gia ngồi vào vị trí." Kỳ vương gia nhìn về phía hoàng thái hậu, mới nhớ ra vẫn còn chưa bái kiến, vội vàng bước lên nói, "Sứ thần Bắc Mạc tham kiến hoàng thái hậu Đại Chu, chúc hoàng thái hậu phượng thể an khang." Hoàng thái hậu cười nói, "Vương gia mau đứng lên đi, người đó cũng như người nhà của ta, đừng khách sáo, mau ngồi đi. Kỳ vương ra ngồi xuống, nhìn đám người đông nghịt, quy mô của đêm hôm nay còn lớn hơn cái lân hoàng đế tự mình đến tiếp đãi nữa. Trong lòng hắn có chút dự cảm, bữa yến tiệc tiếp đãi ngày hôm nay sẽ cuốn lên một trận mưa máu đầy sóng gió. Phía bên ngoài kinh đô, bắt đầu từ giữa trưa, thương mai đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc trước những thị vệ canh giữ nơi này chưa bao giờ bước vào, nhưng hôm nay đã có mấy lượt người tới tới lui lui ra vào rồi hơn nữa mỗi khi thị vệ đến cô đều không thể ở lại nơi này tiêu thác và tô thanh cũng không giữ được vẻ mặt bình thản như lúc trước nữa bắt đầu trở nên nghiêm túc lúc nấu cơm tối tô thanh cũng không vào giúp đỡ mà lại ở trong phòng bàn bạc gì đó với hai người mộ dung khanh và tiêu thác lúc cô ra vào đều có nghe được loáng thoáng tiếng điều động binh mã chặn lại gì đó hơn nữa mộ dung khanh còn ký quân lệnh trong lòng thương mai cảm giác không bình tĩnh lắm, bọn họ phải quay về sao? Nhưng mà sao không nói gì với cô trước chứ? Vết thương của mộ dung khanh vẫn chưa lành hẳn, nếu lại đánh nhau làm rách miệng vết thương một lần nữa, vậy thì đó cũng không phải là trò đùa đâu. Sau khi nấu cơm xong, cô đi vào gõ cửa, ăn cơm thôi, mọi người đã bàn bạc xong chưa? Tô Thanh bước ra mở cửa, thò đầu ra ngoài hỏi có đồ ăn ngon không? Tối nay có món cá sống cắt lát sao? thương mai lắc đầu không có cô quay sang nhìn mộ dung khanh mộ dung khanh đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại vẻ mặt vô cùng thảnh thơi không hề có vẻ khẩn trương và nghiêm túc trước đêm đại chiến thương mai lại cảm thấy có lẽ cô đã đoán sai rồi chắc là bọn họ đang bàn chuyện bố trí canh phòng cho mấy ngày sau nhỉ thân là một người bác sĩ cô thật sự không kiến nghị mộ dung khanh rời khỏi nơi này ngay bây giờ hình như mộ dung khanh cảm nhận được ánh mắt của thương mai hắn mở mắt ra đôi mắt đen sâu khóa chặt thương mai vẫy tay gọi lại đây thương mai bước sang đó vương gia có gì muôn dặn dò sao mộ dung khanh nhìn cô nói lát nữa lúc ăn cơm nàng giúp ta băng bó lại mấy miệng vết thương sâu kỹ một chút hơi thở của thương mai có hơi khựng lại vương gia vết thương của người còn chưa lành hẳn không thể nàng rông dài như vậy từ lúc nào thế mộ dung khanh liếc nhìn cô cứ làm như những gì bổn vương dặn dò là được cũng không phải đi đánh giặc chỉ băng bó lại miệng vết thương kỹ lưỡng, để khi bổn vương xuất hiện trước mặt các vị đại nhân sẽ càng thêm uy phong một chút. Chương 102, tín vật đính hôn. Thương Mai lập tức cạn lời, một người vốn đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không cần băng bó cũng đã uy phong lẫm liệt, còn có thể hù chết người khác nữa rồi. Tiêu Thác len lén nhìn Thương Mai, lại nhìn mộ Dung Khanh, hai người nhìn gì đó. Hạ Thương Mai lo lắng cho vương ra sao? Thương Mai vội vàng quay đầu đi hắn là bệnh nhân của ta ta lo lắng cho bệnh nhân của ta có vấn đề gì không chuẩn bị ăn cơm tiêu thác ngơ ngác nhìn cô người đỏ mặt sao ngươi lại đỏ mặt vậy tô thanh bưng đồ ăn bước vào nói với tiêu thác được rồi người không hiểu mấy chuyện này hỏi nhiều như thế làm chỉ ăn cơm tiêu thác cực kỳ kinh ngạc người hiểu à vậy người nói đi tô thanh tức giận nói ăn cơm thương mai nhanh chóng đi ra ngoài cũng không dám liếc mắt nhìn mộ dung khanh cái nào sau khi ra ngoài rồi mới cảm thấy chán nản trước sự yếu đuối của bản thân dù sao cô cũng là người từ hiện đại đến tiêu thác mới nói vài câu đã ngượng ngùng có đến mức thể không hắn nói cô lo lắng cho mộ dung khanh thì là thật sao mà cho dù có lo lắng thì không phải cũng là chuyện bình thường à vì cứu hắn thiếu chút nữa cô cũng mất mạng luôn rồi tiêu thác hỏi mộ dung khanh hạ thương mai này kỳ lạ thật người có thấy vậy không mộ dung khanh lười biếng nói không biết ngược lại là người, hai ngày nay trông rất kỳ lạ. Tiêu thác lại ngẩn ra, ta kỳ lạ, ta kỳ lạ sao? Đợi mọi chuyện lắng xuống, người đi gặp tiểu thư nhà họ trần đi. Nhiếp chính vương rũi chân dài ra, đứng dậy. Mặt tiêu thác tái đi, đừng hòng. Tiểu thư nhà họ trần kia chính là người nữ nhân khủng khiếp nhất trên đời này, có đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi gặp, gái già 20 tuổi còn chưa gả đi được, đầu óc có vấn đề. Lúc ăn cơm, đề tài vẫn còn xoay quanh tiểu thư nhà họ Trần, tiêu thác gần như là ăn không ngon, suốt buổi cứ luôn xa sầm mặt. Ăn cơm nước xong, lúc dọn dẹp chén đúa, mộ dung khanh bảo Tô Thanh đi dọn dẹp, sau đó gọi thương mai lại để nói chuyện. Tiêu thác thấy mộ dung khanh gọi thương mai lại, hắn cũng vội vàng ngồi xuống nhìn mộ dung khanh, chờ hắn mở miệng. Mộ dung khanh liếc mắt nhìn hắn, lão nhân ra người còn có việc gì sao? Tiêu thác nhìn thương mai, con ngỗng ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra mộ dung khanh chỉ muốn gọi hạ thương mai lại để nói chuyện chứ không muốn cùng nói chuyện với hắn hắn đứng dậy nói được rồi lão nhân gia ta cũng không có việc gì ta đi ra ngoài là được đúng không nói xong thở phì phò đi ra ngoài tô thanh thấy hắn tức giận hỏi sao vậy bọn họ nói chuyện bí mật không cho ta nghe tiêu thác nói tô thanh thương hại nhìn hắn đúng là người cần phải đi gặp tiểu thư nhà họ trần Tiêu thác đánh qua một quyền, tức giận nói, người còn nói nữa. Trong phòng, thương mai ngồi xuống nhìn mộ dung khanh, mặt mày bình tĩnh, cô đã biết đêm nay hắn muốn đi đến nơi nguy hiểm, không thể nào giữ được tâm trạng bình tĩnh nữa, bởi vì vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, ngay cả cưỡi ngựa còn không được. Đương nhiên cô cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng hắn chỉ hồi cung một cách đơn thuần, cổ đại trở về cung rồi, đương nhiên tất cả mọi chuyện đều sẽ bình an, nhưng mà con đường hồi cung bây giờ thật sự dễ đi đến vậy sao? Nhưng mà cô biết cô không thể ngăn cản được, bởi vì bọn họ quyết định đêm nay hồi kinh, nhất định là vì tình hình đã khẩn cấp đến mức không thể không đi rồi. Bốn ngày ở nơi này là bốn ngày thoải mái nhất từ khi cô đến cổ đại đến giờ, rời xa tất cả các việc tranh đấu thị phi, rời xa tất cả những âm mưu tính kế, mỗi ngày chỉ cần đau đầu nghĩ tối nay ăn gì mà thôi cô cực kỳ hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở điểm này mãi mãi không thay đổi thương mai mộ dung khanh nhìn cô thu đi vẻ lạnh lẽo luôn có dưới đáy mắt thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng ôn hòa vâng thương mai nhẹ nhàng đáp cố gắng không nhìn vào hai mắt hắn cho dù hắn có ôn hòa thân thiết như thế nào nhưng sau đêm nay hắn lại biến trở thành vị nhiếp chính vương cao cao tại thượng kia thôi cô không thể để bản thân cô quen với hắn của bây giờ nếu không sau này cô sẽ rất thất vọng. Tối nay nàng hồi cung cùng bổn vương, chặng đường này có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng bổn vương sẽ cố gắng bảo vệ nàng bình an. Sau khi hồi cung, nếu tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, tối nay sẽ tuyên bố hôn sự của nàng và bổn vương. Thương Mai ngước mắt nhìn hắn, mấy vết thương trên mặt vì có tụ máu bầm nên trông rõ hơn một chút, vương ra, cưới ta, là. Cô rất muốn hỏi cưới cô là vì Hoàng Thái Hậu đã hạ chỉ, hay là bởi vì hắn cảm thấy nàng còn có chút giá trị. Nhưng mà không hỏi thành lời được, lời đã đến bên miệng nhưng lại bị nuốt ngược vào, cười ta là ý của hoàng thái hậu, người vẫn có thể phản đối. Lý do phản đối? Mộ Dung Khanh lạnh nhạt hỏi, trong mắt đã không còn vẻ ôn hòa nữa, từ từ hiện lên chút ánh sáng nguy hiểm. Người có thể nói với hoàng thái hậu là đời này Hạ Thương Mai sẽ không sinh con được, thanh danh quá kém, lại không biết cầm kỳ thư họa bổn vương hỏi lý do nàng phản đối. Mộ Dung Khanh ngắt lời cô. Cô hơi giật mình, lý do phản đối của ta. Nàng không muốn gả cho bổn vương, đúng không? Vậy lý do vì sao nàng lại phản đối? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai lắc đầu, không, không phải, ta chỉ là tự rõ bản thân thôi. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị liên lụy đến cuộc đấu tranh Hoàng Quyên, một khi gả cho nhiếp chính vương trở thành nhiếp chính vương phi, vậy có nghĩa là sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm cô, cô không muốn như thế. Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng rực như lửa, hạ thương mai mà bổn vương quen là một người quật cường cố chấp, tính tình vừa cứng đầu vừa xấu xa, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không tự xem thường chính mình, xem ra nàng đã không phải là hạ thương mai mà bổn vương quen nữa. Mặt thương mai hơi thay đổi, cái quật cường cố chấp còn có thể nói được, nhưng mà ra tay tàn nhẫn. Hắn có ý gì chứ? Mộ Dung Khanh giống như có thể nhìn thấu những gì cô đang suy nghĩ, lạnh nhạt nói là nàng giết a phát đúng không thương mai hoảng sợ sao hắn lại biết được lúc giết a phát hắn không có ở trong cung hắn đã ra ngoài cùng nghiêm vinh rồi trong lòng thương mai vô cùng hoảng sợ một vị nhiếp chính vương đương triều cho dù hắn có nhân từ cỡ nào thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người dám giết người ở hậu cung khiêu chiến quyền uy của hắn đặc biệt là hắn lại chẳng có tí liên quan gì đến hai chữ nhân từ cả mộ dung khanh vươn tay Nhẹ nhàng vuốt ve vết thương để lại trên mặt cô, đầu ngón tay thô ráp sờ lên trên da thịt có hơi đau, tim Thương Mai hơi run lên, không hề cảm giác được chút dịu dàng nào, chỉ có sợ hãi nói không nên lời và uy hiếp, giọng nói của hắn lạnh lùng giống hệt như luồng không khí từ dưới đống tuyết phả lên, đối phó với những người làm thương tổn mình, tuyệt đối không được nương tay, nàng có đủ tư cách để trở thành nhiếp chính vương phi, từ nay về sau, nàng sẽ đứng bên cạnh bổn vương. Thương Mai còn tưởng là hắn lại định nói vài câu uy hiếp nhưng không ngờ hắn lại nói như thế ta đã giết người mũi thương mai hơi cay cay bồn vương còn giết người nhiều hơn nhiều nàng mộ dung khanh thu tay lại ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng nàng không giết có lẽ người khác sẽ giết nàng sau này ta vẫn sẽ giết người thương mai nhớ đến cái chết của chủ nhân thân thể này cho dù như nào cô nhất định phải thay chủ nhân thân thể này báo thù nếu cô đã sống thay cho chủ nhân thân thể này thì cô phải dùng hết tất cả mọi cách để báo mối thủ giết người thân thay nàng ấy nếu nàng có đủ bản lĩnh thì cứ việc giết mộ dung khanh lấy một thanh trủy thủ ra đưa cho cô trước đây phụ hoàng đã tặng cho ta thanh thủy thủ này được đúc từ huyền thiết vô cùng sắc bén tặng cho nàng làm tín vật đính hôn thương mai sụt xịt cầm lấy thanh trủy thủ người ta toàn tặng vàng bạc châu báu làm tín vật đính hôn làm gì có ai tặng thủy thủ chứ không lấy thì trả đây." Mộ Dung Khanh giỗi tay đòi lại. Thương Mai đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn, "Đồ đã tặng rồi, không thể lấy về được." Chương 103: Tuyên bố hỷ sự. Cơ thể Mộ Dung Khanh đột nhiên cứng đờ lại trong một lúc, đương nhiên không phải do tiếp xúc thân mật với nữ tử, chỉ là cô chôn đầu vào ngực hắn như một con mèo, làm trong lòng hắn có chút hỗn loạn. Nhưng cảm giác này vừa kỳ diệu lại có chút thoải mái lúc mới vừa vươn tay ra định ôm lấy cô, cô cũng đã rời khỏi, sau đó sờ soạn một lúc khắp cơ thể, cuối cùng chỉ có thể từ trong túi tay áo lấy ra một bao châm và một cái khăn tay, khăn tay còn rất bẩn. Cô hơi xấu hổ, lại sờ búi tóc, chỉ có một cây châm đang cố định nó, nếu tháo châm ra, tóc sẽ xóa tung. Nhưng cô vẫn tháo ra, đặt bao châm xuống, sau đó cầm khăn tay và châm cài đặt trong lòng bàn tay, người nhìn thử xem thích món nào. Mộ Dung Khanh nhìn tay cô, liếc nhìn đoạt phách hoàn chiếc nhẫn này cái này không được chiếc nhẫn này không được nó rất quan trọng rất có giá trị kỷ niệm thương mai hoảng sợ vội vàng nắm tay lại giấu đi mộ dung khanh biết chiếc nhẫn này có chút đặc biệt từng nhìn thấy cô dùng chiếc này trong lúc châm cứu cho lương vương bổn vương nói là chiếc nhẫn này xấu quá bổn vương không lấy hắn cầm cây châm quấn tóc lại cho thương mai búi tóc rất xấu nhưng ít ra vẫn còn cố định lại được nàng không cần tặng gì cho bổn vương cả, nếu thật sự muốn tặng thì chỉ cần thêu cho bổn vương một cái túi thơm là được. Mua một cái còn nhanh hơn, cô không biết thêu thùa, nhưng mà cũng không thể làm khó được cô, đến lúc đó quay về nhờ Ju ma hoặc là tiểu khuyên giúp đỡ. Không khí trong phòng trở nên vô cùng ấm áp, thương mai cảm giác động tác thô lỗ của hắn cũng vô cùng thoải mái, tuy lúc búi tóc lên giúp cô đã làm dụng hơn 10 sợi tóc, làm cô đau đến nhe răng, nhưng cảm giác vẫn rất tốt đặc biệt là khi nhìn thấy hắn len lén ném mấy cọng tóc bị rụng xuống trên mặt hắn lại còn có chút vẻ ngượng ngùng vừa mới búi tóc xong lập tức nghe được tiếng gõ cửa đùng 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 thật lớn đi kèm theo đó là giọng nói mất kiên nhẫn của tiêu thác hai người nói chuyện gì thế nói xong chưa sắp xuất phát rồi thương mai rút thanh thủy thủ ra khỏi vỏ lại nhanh chóng cất trở về cố nén xúc động muốn xông ra giết chết tiêu thác đi ra mở cửa mặt mày không chút biểu tình nói có thể xuất phát rồi Tiêu Thác nhìn thanh trủy thủ trong tay cô, ủa một tiếng, kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh đứng dậy nói, "Đi." Trên mặt không hề có chút biểu tình nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tiêu Thác lần nào, mặc kệ Tiêu Thác luôn dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chầm chầm hắn. Tiêu Thác lại đang nói thâm, thanh trủy thủ này là do tiên đế tặng, hắn vẫn luôn coi nó như bảo bối, không nỡ lấy ra để nó dính phải một chút máu nào, bây giờ lại tặng cho Hạ Thương Mai. Nhưng mà ân cứu mạng là lớn nhất tặng một thanh thủy thủ cũng không có gì, tiêu thắc nghĩ như thế. buổi tiệc tối trong cung, lúc này hạ thừa tướng đến muộn đang chậm rãi bước vào, bên cạnh ông còn dẫn theo liên thị và hai mẹ con phu nhân nguyệt nhung. đêm nay liên thị trang điểm vô cùng cao quý hào phóng, một bộ váy lụa màu đỏ rực xếp ly trăm nếp bao lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ của bà. trên gương mặt trang điểm nhạt không hề có chút sợ hãi nào, cũng không đeo quá nhiều đồ trang sức. Trên vành tai chỉ đeo một đôi bông tai phỉ thúy để trang trí như cũ, có vẻ đơn giản hào phóng, nhưng lại cao quý không nói nên lời. Bà ta và phu nhân Nguyệt Nhung, Hạ Oanh Nhiễm cùng nhau đi vào, không ngờ lại còn xinh đẹp và khí thế hơn cả thiếu nữ Hạ Oanh Nhiễm, phu nhân Nguyệt Nhung thì khỏi phải bàn rồi, cho dù cả đầu gắn đầy châu ngọc, mặc quần áo tơ lụa quý giá nhất, nhưng chỉ có phú quý chứ không hề có chút cao quý nào cả. Nhưng thái tử đã định ra hôn sự cùng Hạ Oanh Nhiễm rồi. Cho nên tối hôm nay hạ thừa tướng cố ý dẫn hai mẹ con này vào cung, để các nàng lộ mặt trước tông thân hoàng thất và văn võ bá quan. Sự xuất hiện của Liên thị đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, tài nữ từng biến mất suốt mười mấy năm, giống như người vừa bước ra từ bức họa, làm cho tất cả mọi người lại nhớ đến khoảng thời gian mười mấy năm trước khi mà tất cả tài tử quý nhân trong kinh thành đều theo đuổi bà ta. Từ khi Liên thị xuất hiện đến bây giờ, An Thân Vương chưa từng rời mắt khỏi bà ta. Kỳ Vương gia đang ngồi bên cạnh An Thân Vương, khẽ nói, không ngờ Liên đại tiểu thư lại chẳng có gì khác so với trước kia cả. Lúc hai nước chiến tranh, An Thân Vương và Kỳ Vương gia đã bắt đầu có quan hệ với nhau, tuy lúc đó là kẻ địch, nhưng mà anh hùng biết anh hùng, Kỳ Vương gia cũng biết đến chuyện An Thân Vương yêu thích Liên thị. Đoạn tình cảm này cuối cùng cũng không bệnh mà chết, lúc trước hắn cũng từng cảm thấy rất tiếc nuối. Hạ thừa tướng thấy mọi người đều chú ý đến Liên thị, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mục đích ông dẫn Liên thị đến tham dự tối nay rất rõ ràng, là muốn dùng Liên thị đến hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, trước khi xuất phát, ông đã dụ dỗ Liên thị, lát nữa nếu có người tranh luận về việc làm chủ triều chính, bà sẽ đứng ra nói đỡ thay cho thái tử. Ông biết rất rõ lực ảnh hưởng của Liên thị, Liên thị có thể có được thanh danh như thế, không chỉ vì trước kia bà từng là một tài nữ, mà còn vì trước kia bà từng được hoàng thượng cho phép tổ chức một cuộc bàn luận đề nghị luận về triều chính. Cuộc bàn luận này đến cả Hoàng thượng cũng đã tự mình đến ngồi nghe, những ý kiến bà phát biểu làm cho những người ngồi nghe đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả Hoàng thượng cũng khen không dứt, nói thúy ngữ nếu là nam nhi chắc chắn sẽ là phổ tá đắc lực của chấm. Phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh nhiễm thấy liên thị cướp hết sự nổi bật thì trong lòng cực kỳ khó chịu, hai người còn tưởng rằng họ sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, bởi vì Hoàng hậu đã hạ ý chỉ thứ hôn, Hạ Oanh nhiễm cảm thấy tối nay nàng ta sẽ trở thành người bị các nữ nhân khác ghen ti nhưng mà nàng hoàn toàn không hiểu được bí ẩn của đạo ý chỉ này, ngay cả Hoàng Thái Hậu còn không biết, mấy người khác làm sao mà biết được chứ. Các hậu phi trong cung đương nhiên cũng phải đến dự tiệc, tuy Mai Phi và Nghi Phi ngồi cùng nhau, nhưng Nghi Phi lại có thái độ cực kỳ lạnh lùng với Mai Phi. Mai Phi từng chủ động bắt chuyện với bà ta mấy lần, bà ta đều quay đầu đi không thèm nhìn. Trong lòng Mai Phi rất tức giận, khi thấy Tam Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử đang chơi đùa cùng nhau nhưng lại bị Nghi Phi quát lớn lui ra, bà ta gần như không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Sứ đoàn kỳ vương ra dẫn đến khoảng hơn 10 người, bữa tiệc đêm nay vô cùng long trọng, cung điện to lớn thế này nhưng mà cũng cảm giác có hơi chật trội. Các cung nhân bưng thức ăn xuyên qua đó, trong tay bưng những cái đĩa vô cùng tinh xảo, trên đĩa là những thức ăn ngon miệng, mùi rượu tràn ngập mọi ngóc ngách trong đại điện, ăn uống linh đình, cười nói liên tục, giống như hôm nay chính là một bữa tiệc vui vẻ rất long trọng. Trong cảnh thái bình giả tạo này, mọi người đều có tâm sự riêng, tất cả mọi người đều biết được, sau khi ăn xong bữa tiệc này, vở kịch lớn sẽ bắt đầu. Thái tử đã kính rượu kỳ vương ra rất nhiều lần, thể hiện phong độ đại gia, thái tử nâng chén, lương thái phó đã vội vàng hùa theo, mời mọi người cùng nâng chén, kính kỳ vương ra cũng kính cả thái tử. Đối với hành động của lương thái phó, một số hoàng thân và các đại thân đứng ở phe trung lập cũng biết được sắp có chuyện gì, đây là muốn đẩy thái tử thượng vị. Sau khi uống xong ba tuần rượu, hạ thừa tướng đứng dậy, tay cầm chén rượu, cười nói, hôm nay có nhiều hoàng thân và các vị đại thần cùng nhau tập hợp ở đây như vậy, lại có cả kỳ vương gia của Bắc Mạc đến, hạ quan kính mọi người một ly, cũng thuận tiện tuyên bố một tin tức tốt. Tất cả mọi người đều dừng lại, tò mò nhìn hạ thừa tướng, tuyên bố tin tức tốt vào lúc này. Không thích hợp lắm thì phải, tuy nói đang mở tiệc tiếp đón sứ giả, nhưng nhiếp chính vương vừa mới hoang, cả nước nên cùng đau buồn. Có chuyện tốt gì thì cũng không nên tuyên bố rầm rộ vào lúc này. Sắc mặt hoàng hậu có hơi khựng lại trong chốc lát, bà còn chưa bẩm báo cho hoàng thái hậu biết việc này, đang tính chờ chuyện tối hôm nay kết thúc rồi sẽ bẩm báo, không ngờ hạ thừa tướng lại sốt ruột đến như vậy, làm loạn tính toán của bà. Hoàng hậu không hiểu, hạ thừa tướng không phải sốt ruột, nhưng phu nhân Nguyệt Nhung của ông lại không giống, cho rằng hoàng hậu tự hạ chỉ là coi trọng, nhưng đạo ý chỉ này phải nên là hoàng thái hậu hạ mới đúng cho nên ông sợ hoàng hậu làm xong việc rồi lại không chịu nhận, vì thế mới tuyên bố trước mặt mọi người, để hoàng hậu không còn cơ hội đổi ý nữa. Hoàng Thái Hậu nghe hạ thừa tướng nói như vậy, lập tức xa sầm mặt mày, tuyên bố tin tức tốt vào lúc này. Đúng là thừa tướng tốt của triều đại Chu Mai. Bà định lên tiếng ngăn cản, Tôn Công Công lại nói, Thái Hậu, bây giờ người không cản được, chờ lát nữa lại nói. chương 104, Gió nổi mây vần, có đại thần không biết chuyện cười hỏi hạ thừa tướng, thừa tướng, có chuyện vui gì thì người nói ra đi, đừng cầm ly đứng chờ mãi như vậy, bọn ta chờ suốt ruột. Hạ thừa tướng nhìn mọi người xung quanh, mặt mày càng rạng rỡ hơn, là thế này, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ, chính thức từ hôn thái tử cho tiểu nữ oanh nhiễm nhà ta. Vừa mới nói xong, xung quanh lập tức khựng lại một chút, sau đó từ từ có người lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thái tử, chúc mừng nhị tiểu thư. Cho dù là người chậm hiểu đến cỡ nào thì cũng biết được Hạ thừa tướng tuyên bố hôn sự của thái tử và Hạ Oanh nhiễm vào lúc này thì cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố ông ta đã theo phe nào. Nhưng mà phần lớn người đều nghĩ thầm trong lòng, hoàng hậu và tướng phủ đúng là có quan hệ dính líu không ngừng được, đầu tiên là đại tiểu thư hối hận cuộc hôn nhân với Lương vương, sau đó lại là thái tử cưới nhị tiểu thư, không cần nói cũng biết được mấy chuyện sâu xa trong đó. Cho dù như thế nào thì cũng vẫn phải chúc mừng Mặt Hoàng Thái Hậu đã cực kỳ đen, không thể nổi giận được, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lo lắng bất an, lúc này cũng không phải lúc để thỉnh tội giải thích, bà chỉ có thể giữ im lặng, trong lòng lại càng căm giận hạ thừa tướng hơn. Phu nhân Nguyệt Nhung đắc ý liếc nhìn liên thị, lúc này, hai mẹ con bà ta cuối cùng cũng đã trở thành trung tâm của sự chú ý, không còn người nào để ý đến liên thị nữa, cảm giác này đúng là quá thoải mái. Nhưng nhìn thấy gương mặt không chút biểu tình nào của liên thị, bà cũng cảm thấy bớt vui vẻ đi một chút, liên thị lại không hề có chút quan tâm nào, được lắm, chờ đến khi tìm được thi thể của con gái bà rồi, xem thử bà có còn giữ được bình tĩnh thế này không. Phu nhân Nguyệt Nhung ác độc nghĩ thầm, đợi mọi người chúc mừng xong, Hoàng Thái Hậu ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, đây đúng là chuyện vui đó, Hoàng Hậu cũng thật là, phải thông báo cho ai ra trước một tiếng chứ, dù sao Thái Tử cũng là cháu nội của ai ra. Hắn muốn cưới thái tử phi mà ai ra lại chẳng hay biết gì hoàng hậu ngượng ngùng nói mẫu hậu chuyện này cũng được quyết định vội vàng vốn đợi một thời gian nữa mới tuyên bố dù sao vương gia vừa mới xảy ra chuyện bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để tuyên bố câu giải thích này chẳng có tí sức thuyết phục nào hoàng thái hậu nghe xong cũng chỉ cười một tiếng quái dị người ngồi xung quanh thấy vậy cũng biết được chuyện hoàng hậu tứ hôn là như thế nào rồi kỳ vương gia thấy bầu không khí bắt đầu rơi vào thế rằng co ra đầu căng chặt xem ra thế cục đêm nay không tốt cũng nên làm xong mọi chuyện rồi ra cung thôi. Vì vậy, hắn đứng dậy, không người về phía Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu nương nương, cảm ơn người đã nhiệt tình tiếp đón, cũng cảm ơn chư vị nương nương, Hoàng thân quốc thích và các đại thần đã nể mặt đến dự tiệc. Lần này tiểu vương đến đây là phụng lệnh của Hoàng đế Bắc Mạc, tiếp tục ký kết hiệp nghị, hiệp nghị này liên quan đến quan hệ của bá tánh hai nước, hiệp nghị này chưa được ký thì tiểu vương cũng không yên tâm mà uống rượu được, không bằng chúng ta ký hiệp nghị trước, tiểu vương lại kính hoàng thái hậu và các vị hoàng thân quốc thích. Đại thần một ly, có được hay không? Tất cả mọi người đều biết, trò hay bắt đầu. Chắc chắn phải ký kết hiệp nghị, nhưng mà bây giờ nhiếp chính vương làm chủ triều chính lại không có mặt, ai sẽ phụ trách ký phần hiệp nghị này đây? Người ký, ấn xuống con dấu, gần như có thể xem như thầm chấp nhận thân phận làm chủ triều chính bởi vì người ấn xuống con dấu thì người đó sẽ đứng ra bảo đảm và thực hiện tất cả những điều khoản trong hiệp nghị chỉ có người nắm giữ triều chính mới có quyền ký xuống thái tử hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện hạ thừa tướng tuyên bố hôn sự giữa hắn và hạ oanh nhiễm khi nhận được lời chúc mừng của các vị quan lại cũng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng kỳ vương gia vừa mới nói xong hắn lại lập tức lo lắng ánh mắt lần lượt lướt qua mặt của các hoàng thân và quan lại lễ thân vương đứng lên nhìn Hoàng Thái Hậu, hiệp nghị này đương nhiên phải ký, nó có liên quan đến kế hoạch trăm năm của hai nước, tình bạn thân thiết giữa hai nước, nhưng mà bây giờ không rõ nhiếp chính vương đang ở nơi nào, vậy ai sẽ là người đứng ra ký kết hiệp nghị này? Xung quanh có rất nhiều người, nhưng lại không hề có bất cứ tiếng động nào, thậm chí còn có người còn nín thở, chờ đợi câu trả lời của Hoàng Thái Hậu. Phe Thái Phó đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón quân địch. Ngay là Lương Thái Phó luôn có vẻ vô cùng ung dung cũng dần dần nghiêm túc lại, ông thoáng trao đổi ánh mắt với hoàng hậu hoàng hậu cũng có vẻ rất lo lắng nhẹ nhàng nắm chặt khăn tay hoàng thái hậu nhìn mọi người xung quanh sau đó ánh mắt dừng lại trên người thương thư tỉnh thôi đại nhân thôi đại nhân người nghĩ thế nào ai ra muốn nghe ý kiến của ngươi thôi đại nhân đứng dậy cảm thấy áp lực đang đè nặng nhưng ông cũng không phải loại người yêu quý thanh danh hay quá xem trọng tiền đồ làm quan của bản thân ông nói thẳng hoàng thái hậu người ký kết hiệp nghị nhất định phải bảo đảm được phần hiệp nghị này không được làm trái, cho nên nhất định phải là người có thể đại diện được cho đại chu của chúng ta, là người nắm giữ triều chính đại chu. Bây giờ người đang nắm giữ triều chính là nhiếp chính vương còn chưa rõ tung tích, người chủ nắm giữ triều chính mới vẫn chưa xác định được. Thần kiến nghị, xin mời sứ giả Bắc Mạc ở lại đây mấy ngày, cho đến khi chọn ra được người nắm giữ triều chính rồi hãy ký kết hiệp nghị. Đây là một biện pháp trung hòa, cũng là biện pháp tốt nhất. Vì sao Hoàng Thái Hậu lại để thôi đại nhân nói chuyện, Đầu tiên là biết được ông làm việc rất công chính, không phải người thuộc phe thái tử. Thứ hai là biết ông là người suy nghĩ chu đáo, hơn nữa còn là người đứng đầu lục bộ, ý kiến của ông ta có thể làm đưa ra làm ý kiến của một phe phái để các thần tử và các hoàng thân quốc thích noi theo, như vậy, cho dù thái phó có đưa ra ý kiến muốn để thái tử làm chủ triều chính thì cũng có một phe có thể phản đối. Thôi đại nhân vừa nói xong, Lương thái phó đã lập tức nói, "Thần phản đối, lúc nãy thôi đại nhân cũng đã nói Hiệp nghị hòa bình này có liên quan đến kế hoạch trăm năm của hai nước, mấy năm nay thương mậu của chúng ta và Bắc Mạc đã rất phồn vinh, trao đổi vật phẩm. Kinh tế phát triển chưa từng có, cho nên thần cho rằng việc này không thể tiếp tục chờ được, cần phải nhanh chóng hoàn thành để tránh bị phá rối. An Thân Vương lạnh nhạt nói, chúng ta đã hòa thuận với Bắc Mạc hơn 10 năm, chỉ chờ vài ngày thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thái phó cứ thích làm quá lên. Lương Thái phó trả lời một cách mỉa mai, không phải bản quan nói quá, là vương gia không biết sống trong an ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cho dù hôm nay có kỳ vương gia ở đây, bản quan vẫn không thể không nhắc nhở các vị hoàng thân quốc thích và đại thần một câu, đó là phe chủ chiến của Bắc Mạc vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định, luôn lăm le trực chờ, tin chắc là trong lòng kỳ vương gia cũng hiểu rất rõ, bây giờ người đến đây mang theo áp lực rất nặng nề, bởi vì đã có thần tử ở trong triều đình Bắc Mạc từng kiến nghị với hoàng đế Bắc Mạc xé bỏ ban giao cùng đại chu chúng ta thừa dịp hiệp nghị hòa bình lần này chưa ký, không cần ký tiếp nữa. Nói xong, ông ta quay sang hỏi kỳ vương gia, kỳ vương gia, bản quan có nói sai không? Mặt kỳ vương gia có chút khó coi, thái phó lo xa rồi, cho dù có thần tử như thế, nhưng hoàng đế bắc mạc của ta chắc chắn sẽ không nghe theo lời bọn họ. Hòa thuận ban giao, mua bán trao đổi với đại chu làm bắc mạc của ta giàu có phồn vinh, không có người nào muốn tiếp tục đánh giặc cả. Lương Thái Phó lại nói, hoàng đế Bắc Mạc sẽ không nghe theo ý bọn họ là chuyện của bây giờ chứ không phải sau này, không ai có thể nói chắc được chuyện sau này. Vương gia cũng hiểu rõ trong lòng, việc này nên làm gấp không thể thả lỏng, nếu không vương gia cần gì phải ra roi thúc ngựa vào kinh chứ. Phải biết là sang tháng sau mới đến kỳ hiệp nghị hòa bình. Lương Thái Phó đã tìm hiểu tình hình bên Bắc Mạc từ sớm, kỳ vương gia nhanh chóng vào kinh tiếp tục ký kết hiệp nghị hòa bình cũng là vì người phe chủ chiến đã đề ra ý kiến muốn cắt đứt việc ban giao cùng Đại Chu, tiếp tục cho binh xuống phía nam, âm thầm xâm chiếm đất đai của Đại Chu. Mà hoàng đế Bắc Mạc cũng đã hơi dao động, tuy vẫn chưa đồng ý, nhưng mà cũng giống như những gì Lương Thái Phó nói, bảo đảm được hiện tại, nhưng không bảo đảm được tương lai, cho nên Kỳ Vương gia mới phải đến Đại Chu ký kết hiệp nghị hòa bình sớm hơn. Sau khi ký kết hiệp nghị rồi, nếu đơn phương xé bỏ hiệp nghị sẽ làm cho các nước bang giao xung quanh tức giận. Chương 105, bỏ sót điều gì đó thấy kỳ vương ra không còn gì để nói nữa, mọi người có mặt ở đây đều biết, nhất định phải thừa dịp còn sớm mà ký kết hiệp nghị hòa bình này. Nhưng, ai ký? Lại bộ thượng thư đứng lên nói, Thái hậu nương nương, thần kiến nghị, không bằng để thái tử tạm giữ chức vụ giám quốc, ký kết hiệp nghị. Thôi đại nhân lạnh nhạt liếc nhìn lại bộ thương thư, đã biết ông ta có quan hệ rất thân thiết với thái phó từ đầu, quả nhiên đã quy phục phe phái của thái tử rồi. Hoàng Thái Hậu không trả lời ông ta, mà quay sang hỏi thái tử, "Thái tử, con cho rằng bản thân con có thể đảm đương được chức vụ giám quốc không?" Thái tử Mộ Dung Trịnh từ từ đứng dậy, đầy khiêm tốn, "Hoàng tổ mẫu, chư vị hoàng thúc, các vị hoàng huynh, các vị đại thân, cảm ơn mọi người đã nâng đỡ và khen ngợi, bổn cung còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, chưa chắc có tài trí quốc bằng các vị đang ngồi nơi này, hoàng tổ mẫu khâm điểm bổn cung làm người giám quốc, bổn cung vô cùng sợ hãi, nhưng cũng tự biết thân là thái tử không thể trốn tránh trách nhiệm trên vai." mong rằng sau này các vị hoàng thúc và các đại thần sẽ dốc sức giúp đỡ cho bổn cung mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc sao lại nói những lời này chứ hoàng thái hậu chỉ hỏi ý của hắn cũng chưa từng nói sẽ khâm điểm hắn trở thành người giám quốc mấy lời hắn nói nghe thì có vẻ rất khiêm tốn nhưng lại nhất định có được hoàng thái hậu nghe vậy khẽ lắc đầu ngu xuẩn ngu xuẩn đúng là ngu không ai bằng bà bảo hắn nói chuyện là vì biết được hôm nay nhất định phải đề cử ra người có khả năng giám quốc nếu không thể tránh được bà đành cho hắn một cơ hội để hắn nói ra thượng sách trị quốc của hắn trước mặt các vị hoàng thúc đại thần tranh luận kịch liệt với những người phản đối hắn phải thể hiện thật tốt mới có cơ hội hắn thì hay lắm nói thẳng ra là bà khâm định lỗ mãng như vậy làm sao lấy được lòng người chứ quả nhiên lễ thân vương đã đứng lên nói hoàng thái hậu thần cho rằng Người được chọn giữ quyền giám quốc là chuyện rất quan trọng, không thể quyết định qua loa được. Thần kiến nghị ngày mai do Hoàng thái hậu chủ trì triều chính, tuyển ra người giữ quyền giám quốc đi ký kết hiệp nghị hòa bình. Lương Thái phó cười lạnh, "Lễ thân vương, đương nhiên không thể chọn người giám quốc một cách qua loa được, nhưng mà thái tử điện hạ giám quốc là chuyện danh chính ngôn thuận, người chính là thái tử do đích thân hoàng thượng sắc phong, lúc còn trẻ hoàng thượng cũng từng khen ngợi thái tử rất nhiều, chư vị có còn nhớ không, lúc thái tử được sắc phong" Hoàng thượng đã đánh giá thái tử như thế nào? Hoàng thượng từng viết trong chiếu thư sắc phong nói thái tử ôn cùng nhân từ có văn có võ, trung hiếu chân thành với quân phụ, hiếu ái thân thiết với huynh đệ, hoàng thượng khen ngợi thái tử nhiều như vậy, các vị cũng có thể chứng giám cho nỗi lòng của hoàng thượng, lần này, thái tử giám quốc là danh chính ngôn thuận. Thôi đại nhân đứng lên nói, trước kia khi hoàng thượng sắc phong thái tử đúng thật là từng viết những lời ấy trong chiếu thư nhưng mà trong lúc hoàng thượng bệnh nặng lại sắc phong Định Quốc Vương ra làm nhiếp chính vương, đảm nhiệm chức vụ giám quốc, có thể thấy được, hoàng thượng cho rằng thái tử tuổi còn trẻ, còn cần rèn luyện, không nên đẩy thái tử lên đầu sóng ngọn gió quá sớm, như vậy là không ổn. An Thân Vương cũng nói, hoàng thái hậu, thần cũng đồng ý với lời của thôi đại nhân, thái tử tuổi còn trẻ khí thịnh, nếu độc tài quyền to quá sớm sẽ dễ trở nên kiêu căng, càng không thể nào khống chế được các lão thần, nếu các vị quan lại trong triều đình không đồng lòng chính quyền quốc gia sẽ rời rạc, nếu lúc đó lại có man di nổi lên dã tâm, đó sẽ là hỏa của đại chu chúng ta. Lương Thái Phó nói, An Thân Vương An nói cẩn thận, một câu không thể khống chế được các lão thần của ngài hình như đang có ám chỉ đến điều gì đó, cũng không thể đắc tội hết với các vị lão thần đang ngồi ở đây, nếu như muốn nhắm vào bản quan thì xin cứ việc nói thẳng. An Thân Vương lạnh lùng nói, ông cũng nghe ra được à, Thái Phó thông minh đó, không sai, bổn vương nói ông đó, Thái Tử không hiểu chuyện, sau này chuyện gì chắc chắn cũng sẽ dựa vào thái phó, ngoại thích lớn mạnh sẽ có hậu quả thế nào, tiền triều cũng đã có không ít ví dụ tham khảo, bổn vương cũng không phải đang nói quá, nhưng thân là người trong hoàng thất, bổn vương muốn đảm bảo hoàng quyền không suy yếu. Lương thái phó lạnh lùng nói, an thân vương, đây là lời tố cáo vô cùng nghiêm trọng, nói nghiêm trọng một chút thì người đang ăn nói vô lý, nói thẳng bản quan có dã tâm muốn ngưu triều xoán vị. Hôm nay nếu người không ăn nói rõ ràng trước mặt Hoàng Thái Hậu và chư vị Hoàng thân Đại Thần, bản quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. An thân vương mặt mày lạnh lùng, nếu thái phó không bỏ qua cho bổn vương, bổn vương cũng chiều theo ý ông, tranh luận với ông một lần vậy, không nói chuyện gì xa, chỉ nói đến chức vụ người nắm giữ quyền giám quốc này, ông thân là thái phó, lại là trung thư lệnh, vốn phải đưa ra ý kiến chờ bàn bạc sau về chuyện chọn người giám quốc, bởi vì nhiếp chính vương có hoang hay không đến tận bây giờ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Lương Thái Phó nói, nhiếp chính vương trọng thương hoang, ngay cả Thái phi cũng đã chính miệng thừa nhận, còn có thể là giả sao? Vậy thi thể đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đến tận bây giờ còn chưa tìm được thi thể lại dám tuyên bố Nhiếp Chính Vương giám quốc đã hoang, đúng là cực kỳ vớ vẩn. Lương Thái phó nổi điên, vậy nếu như theo lời của vương gia, chỉ cần không tìm được thi thể của Nhiếp Chính Vương thì vị trí giám quốc này cứ để trống như vậy mãi. Quốc gia to lớn, không thể không có người nắm giữ triều chính hay là An Thân Vương muốn lên vị trí giám quốc nắm giữ triều chính kia. Nếu là vậy thì cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải nói quanh co che giấu tâm tư chứ? An Thân Vương nói, bổn vương giám quốc thì có gì không thể chứ? Bàn về chiến công, bàn về kiến thức, bàn về tài trí văn võ, bổn vương có chỗ nào không bằng thái tử? Hạ thừa tướng thấy An Thân Vương liên tục phản đối, cũng rất sốt ruột, lập tức dùng mắt ra hiệu cho Liên thị, bảo bà ta ra mặt nói đỡ cho thái tử liên thị lại giống như không nhìn thấy, nhẹ nhàng xoay đầu sang nơi khác. Hạ thừa tướng tức đến xanh mặt, lại không thể không đứng lên nói, thái phó và vương ra cứ tranh luận mãi, cãi nhau chỉ làm thương hòa khí. Trước đây nội tử từng tổ chức một cuộc đàm luận bàn về việc triều chính, hoàng thượng cũng cảm thấy nội tử có kiến thức độc đáo, không bằng thử nghe ý kiến của nội tử xem sao. Nếu đổi thành bất cứ người nào khác nói ra những lời này thì đều sẽ bị mọi người nghi ngờ rằng người đó không biết xấu hổ, lại còn dám nâng đỡ phu nhân nhà mình. Nhưng mà chỉ có mình Hạ thừa tướng nói vậy sẽ không làm người khác cảm thấy phản cảm, bởi vì Liên thị Thúy ngữ mà ông vừa nói đến đúng thật là một kỳ nữ, có những lời giải thích độc đáo không giống bình thường. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Liên thị, chờ bà ta phát biểu bình luận ý kiến hay. Nhưng mà có rất nhiều người đều hiểu rõ trong lòng, bởi vì Hạ thừa tướng đã đứng về phe Thái tử, lần này Liên thị đứng ra nói chuyện, chắc chắn cũng sẽ ủng hộ Thái tử, hơn nữa người ở đây cũng hiểu được muốn bảo liên thị nói chuyện là vì muốn kiềm chế an thân vương bởi vì an thân vương sẽ không phản bác lại lời của liên thị người biết được những chuyện sâu xa này đều cảm thấy chiêu này của hạ thừa tướng đúng là rất độc kỳ vương ra thấy vậy cũng không khỏi liếc nhìn an thân vương bằng ánh mắt đầy thương tiếc hai người đã làm bạn nhiều năm hắn biết được tình cảm của an thân vương dành cho liên thúy ngữ lần này hắn ta chắc chắn sẽ thua hoàng thái hậu cũng muốn nghe thử cách nói của liên thị không phải vì bà cảm thấy rằng Liên Thị sẽ đưa ra ý kiến cao siêu gì, mà vì trong lòng Hoàng Thái Hậu đang suy nghĩ đến Hạ Thương Mai, bà muốn thông qua việc hiểu biết Liên Thị để hiểu rõ hơn một chút về Hạ Thương Mai. Vì thế bà nói, phu nhân, trước kia ai ra cũng từng nghe Hoàng đế nói qua, nếu ngươi là nam tử chắc chắn sẽ trở thành giường cột nước nhà, ai ra cũng muốn nghe ngươi giải thích. Phu nhân Nguyệt Nhung nghe Hoàng Thái Hậu khen ngợi Liên Thị đến như vậy, lại thấy mọi người lại tập trung ánh mắt nhìn Liên Thị, bà ta ghen tị đến phát điên, không biết đã hy vọng người nổi bật trong đám người kia là bà chứ không phải tiện nhân liên thúy ngữ kia đến cỡ nào. Liên thị từ từ đứng dậy, không người chào Hoàng Thái Hậu, còn chưa kịp nói gì, hạ thừa tướng đã đắc ý liếc nhìn An Thân Vương, mặt An Thân Vương u ám, vẫn luôn nhìn Liên thị. Liên thị dùng giọng trong trẻo nói, thần phụ đã ở nhà từ lâu, lâu lắm rồi không nghe việc triều chính, thật sự không có giải thích độc đáo gì, nhưng sau khi thần phụ nghe thái phó và vương ra cãi nhau, chỉ cảm thấy có phải mọi người đã bỏ sót chuyện gì rồi không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỏ sót chuyện gì chứ? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 7